phim tài liệu truyền hình ghi lại niệm Phật trị ung thư. Sau Tết năm 2006, tôi được công ty phân công về huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, cái sơn thôn nhỏ hẻo lánh này để ghi hình phim tài liệu. Trước khi đến, lãnh đạo công ty điện ảnh truyền hình chúng tôi bí mật nói với tôi, anh ghi hình lần này hoàn toàn không có gì quan trọng, có thể căn cứ tình hình thực tế mà quyết định có quay hay là không. Là một đạo diễn phim tài liệu, tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này thật hơi kỳ lạ. Rốt cuộc cần tôi đến ở đây để làm gì? Ngày 16 tháng 2 năm 2006, lần đầu tiên đến huyện Thừa Đức. Đây là thôn trang tên là Mã Trực Tử, nằm ở xã Thượng Cốc, huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Là một thôn trang miền núi điển hình. Ngày 16 tháng 2 năm 2006, tôi và trợ lý Tiểu Lý đã đến nơi này. Không ngờ người đến tiếp đón chúng tôi là mấy vị cư sĩ học Phật. A Di Đà Phật xin mở cửa. Họ dắt chúng tôi đi ghi hình hoạt động trợ niệm. Tôi biết đây chắc chắn là nhà ai đó sắp có người chết rồi. Những người này dùng cách thức Phật giáo lo việc siêu độ cho người chết. Tôi là đạo diễn phim tài liệu, có quan điểm chủ nghĩa duy vật khoa học. Đối với hoạt động mê tín như thế này là rất phản cảm, nhưng vì nể tình nên đành miễn cưỡng bước vào. Hôm nay so với hôm qua thì khỏe hơn hôm qua, còn ho không? Hôm nay ho ít hơn, nếu ho cũng chỉ ra đạm vàng. Ồ, đạm vàng. Chú cảm thấy có sức hơn không? Bây giờ có sức hơn, chóng mặt không? Hơi chóng mặt. Nghe họ nói chuyện với nhau, tôi mới biết người đang nằm trên giường là đã bị bệnh. Những cư sĩ học Phật này đang dùng cách niệm Phật, uống nước, nhịn ăn để điều trị cho người già ở tuổi 66 này. Trong lòng tôi lại cười thầm, đã là thế kỷ 21 rồi, sao còn có những người ngu muội vô tri thế này làm cái loại hành vi mê tín phong kiến này chứ. Tôi muốn lập tức trở về Bắc Kinh kết thúc chuyến quay phim, nhưng là một đạo diễn phim tài liệu, tâm hiếu kỳ mạnh mẽ lại thúc đẩy tôi muốn đem vấn đề làm cho rõ ràng. Tôi bắt đầu nhìn vào cử chỉ hành vi của những người này ở trước ống kính một cách hiếu kỳ. Tôi đến muốn xem thử họ diễn cái trò này như thế nào. Bây giờ có thể đứng dậy được không? Được, đứng dậy được. Chú hãy đứng trên giường một lát, tôi xem thử được không? Được, không hề gì. Chậm chậm khéo té ngã. Tôi đến hôm nay là nhịn ăn 8 ngày rưỡi rồi. 8 ngày rưỡi không ăn một hạt cơm, một miếng thức ăn nào. Chỉ uống nước. Tiếp theo chú đi thử cho chúng tôi xem nào. Đi cũng không sao, không cần nhìn. Tôi nhảy nhẹ nhẹ cũng được. Không sao, không sao. Được rồi, thôi nằm đi. Khi chú nằm mệt rồi, vẫn có thể đi chậm chậm. Bây giờ cần phải có người dìu đi. Cụ già suy yếu này đã 8 ngày rưỡi không hề ăn cơm. Mỗi ngày chỉ uống một ít nước sôi để nguội. Ngoài cái đó ra, chỉ tiếp nhận liệu pháp niệm Phật của những người này. Những người học Phật này không hề phiền phức, cứ niệm mấy chữ A-di-đà Phật, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, cứ như vậy suốt 24 giờ. Niệm cho ông cụ Lưu Chí Dân. Trong lòng tôi nghĩ, nếu như thế này mà trị được bệnh, thì chắc có lẽ bệnh viện trên toàn thế giới phải đóng cửa hết. Những con người mê tín này ơi, các ngươi sẽ làm bác nông dân chất phát để chết đói mất. Ông cụ này 8 ngày không ăn cơm. Những người niệm Phật này vẫn cứ làm cái gọi là liệu pháp nhịn ăn uống nước niệm Phật, còn phải chịu đói thêm mấy ngày nữa.
Đây hoàn toàn là cách làm quá sức điên cuồng, lại ngu muội đến cực điểm. Cứ kéo dài thế này, tôi đoán chắc chắn ở nơi đây sẽ xảy ra án mạng. Đến lúc cái việc này có thể là tin tức nóng bỏng rồi. Tôi có thể quay được hình ảnh tư liệu sống số 1. Một nhóm người vì tiền hại người này, dùng trò mê tín phong kiến để lừa gạt người, cuối cùng cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Tôi quyết định cố gắng quay lại tư liệu tiêu cực này. Được sự đồng ý của họ, tôi quyết định lấy tin ở người phụ trách trợ niệm là Đồng Ái Quốc. Anh chính là người phát động cho lần trợ niệm này. Áp dụng phương pháp này, một cái là phương pháp niệm Phật, một cái là phương pháp nhịn ăn uống nước. Nhịn ăn uống nước hiện nay là bao nhiêu ngày rồi? Nhịn ăn uống nước hiện nay đã 8 ngày. Chú Lu hiện đây, chú cảm thấy như thế nào? Cảm thấy không có chuyện gì cả. Ở vùng này hơi có chút khó chịu, nhưng không sao, có thể tiếp tục được. Theo như giải thích khoa học của chúng tôi, con người 7 ngày không ăn thì cơ thể sẽ bị suy kiệt. Tôi hôm nay là 8 ngày rưỡi. Tục ngữ nói nam thất nữ bát, tức là nam thì 7 ngày, nữ thì 8 ngày. Đây là cách nói của xã hội cũ. Dân dùng cách thức như thế nào để chú lưu đây trong tình trạng 8 ngày rưỡi không ăn cơm mà vẫn giữ được tinh thần như thế này? Anh có thể giải thích một chút được không? Anh thấy người bình thường, tại sao nam nhịn đói 7 ngày thì chết, nữ thông thường nhịn đói 8 ngày thì chết? Ví dụ trước đây ở trong tình trạng bị đói thì tâm của họ là vô cùng hoảng hốt. Khi tâm của họ bị hoảng hốt, khi bị sợ hãi thì sẽ tổn giảm mạng sống của họ. Chúng tôi dùng phương pháp niệm Phật có thể giúp cho tâm của họ bình tĩnh trở lại. Hơn nữa khi niệm Phật, nó còn tạo ra một loại sống, và loại sống niệm Phật này là loại sống tốt nhất trong tất cả các loại sống trong vũ trụ. Hơn nữa sống này trị được mọi loại bệnh. Cứ như vậy thì mạng sống của họ được kéo dài thôi. Trong lòng tôi lại muốn cười thầm, anh Đồng Ái Quốc này nói phần trước còn có chút đạo lý. Con người trong tình trạng hoảng hốt, sợ hãi sẽ dễ dẫn đến suy giảm sức miễn dịch. Sức đề kháng của cơ thể dùng phương pháp niệm Phật là có thể giúp bệnh nhân yên ổn tâm thái. Điều này tôi thừa nhận. Nhưng đến khi nói niệm Phật sẽ tạo ra sống thì đây là nói vô căn cứ. Tôi không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với những người này, nên đành phải yên lặng quan sát sự việc. Ngày 17 tháng 2 năm 2006. Ngày thứ 9, nhìn ăn uống nước niệm Phật. Thông qua quan sát, tôi phát hiện sự việc không hề đơn giản giống như tôi tưởng tượng. Ông cụ tên Lưu Chí Dân này bị bệnh lại là ung thư phổi. Để khiến cho ông cụ không sinh tâm sợ hãi, người trong nhà và tất cả những người niệm Phật này đều giấu kín chuyện bệnh tình của ông cụ. Đây là tờ giấy báo cáo kết quả chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện trực thuộc Viện Y học thành phố Thừa Đức viết rõ ràng. Suy nghĩ về ung thư phổi thể trung ương và viêm phổi tắc nghẽn, xẹp phổi, u trung thất. Tháng 10 âm lịch năm 2005, lúc đó kiểm tra đã chẩn đoán xác định là ung thư phổi rồi. Vào bệnh viện làm phẫu thuật mổ xẻ cũng rất phiền phức, vì tuổi đã cao rồi, bệnh tình cơ thể phát triển mỗi ngày một tệ hơn. Ngày mùng 4 năm nay, mỗi ngày dường như là bị choáng mấy lần, ho cũng rất dữ dội, khạc ra máu đầy miệng. Làm con cái nên rất lo lắng, vô cùng lo lắng. Tâm trạng đó không sao tả nổi. Cha tôi đã 66 tuổi rồi, tuổi tác cao như vậy, sợ phẫu thuật xong sẽ không dậy nổi. Các con cái vô cùng quan tâm đối với bệnh tình của cha. Đúng là họ lo lắng cho người cha tuổi đã già, sợ lên bàn mổ sẽ đi luôn, mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Quả thật lúc mới bắt đầu
hoàn toàn không thể lý giải. Vì hiện nay khoa học phát triển như vậy, con người vừa bị bệnh, suy nghĩ đầu tiên là phải đi bệnh viện. Đối với Phật, quả thật chúng tôi cũng không biết, cho nên không hiểu những cách thức này của họ. Sau đó thầy Đồng đã đến, nói cụ thể với chúng tôi. Những lời thầy nói ra đó, chúng tôi nghe thấy cũng có đạo lý khoa học. Vì nói về nhịn ăn trong Phật Pháp, trước đây có rất nhiều tỳ kheo. Họ làm như vậy vì trong Đại Luật Phật nói, tỳ kheo hữu bệnh, tiên đoạn ẩm thực, dĩ sái di độ, danh vi thiên y. Chữ sái ở đây nghĩa là khỏi bệnh. Trong Phật Pháp đây gọi là thiên y. Nhưng nếu như niệm Phật, chữ A-di-đà Phật này là vô lượng thọ, sống của Ngài trong vũ trụ này là tốt nhất. Căn cứ vào thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã làm, sống tốt nhất thì kết tinh nước của đó là vô cùng đẹp, cũng tức là người niệm Phật thì nước trong cơ thể kết tinh đẹp, sẽ khiến cho cơ thể phục hồi nhanh chóng. Ngoài ra trong y học còn có một điểm có thể khiến cơ thể của họ, khi không đưa vào lượng lớn thức ăn thì khí huyết trong cơ thể họ sẽ lưu thông, tuần hoàn máu sẽ rất tốt. Như vậy cũng thúc đẩy bệnh tình của họ chuyển biến tốt. Cả nhà Lưu Chí Dân đúng là đã tin theo những lời nói này của Đồng Ái Quốc, mới quyết định áp dụng phương pháp kỳ đặc này để điều trị. Mùng 6 Tết năm 2006, Đồng Ái Quốc và những cư sĩ đã được mời đến nhà Lưu Chí Dân. Đồng Ái Quốc hôm đó còn mua máy quay phim DVD để quay lại toàn bộ quá trình điều trị. Để chứng minh cả nhà Lưu Chí Dân đã tự nguyện tiếp nhận loại phương pháp trị liệu niệm Phật uống nước nhịn ăn này, Đồng Ái Quốc còn làm giấy cam kết với con cái của Lưu Chí Dân. Chúng tôi làm giấy cam kết này, anh có thể đọc lại. Cam kết là Lưu Chí Dân, nam, năm nay 66 tuổi, do bệnh tiến triển, choáng chỗ thùy trên phổi phải, suy nghĩ là ung thư phổi thể trung ương và viêm phổi tắc nghẽn, xẹp phổi. Kết quả này được bệnh viện thuộc Viện Y học Thừa Đức phát hiện qua chẩn đoán hình ảnh. Xác định trên kết quả chẩn đoán, bệnh nhân Lưu Chí Dân và gia đình không muốn đến bệnh viện điều trị bằng phẫu thuật, nên đặc biệt mời thầy Đông Y Đồng Ái Quốc dùng nguyên lý cao nhất của Đông Y và Phật học, liệu pháp niệm Phật uống nước nhịn ăn để điều trị. Trong quá trình điều trị, nếu xuất hiện bất kỳ tình huống nào, kể cả tử vong, Đồng Ái Quốc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Gia đình chúng tôi nhất trí đồng ý ký tên, chữ ký người bệnh. Phàm là người trong nhà, chúng tôi đều ký tên rồi. Kể cả bản thân cha tôi cũng ký tên rồi. Trong tình huống này, căn cứ theo chẩn đoán của Tần Hoàng Đảo và chẩn đoán của Viện Y học, về cơ bản cũng đều chẩn đoán là ung thư phổi rồi. Nhưng đều đã chẩn đoán xác định rồi. Bây giờ chúng tôi giống như chữa ngựa chết thành ngựa sống vậy. Sau khi đã ký tên vào giấy cam kết này, Đồng Ái Quốc và các cư sĩ chính thức bắt đầu cách điều trị của họ. Toàn bộ quá trình rất đơn giản. Trước tiên Đồng Ái Quốc gây dựng lòng tin cho Lưu Chí Dân. Căn cứ theo tình hình hiện nay của chú, tức là trạng thái sức khỏe của chú còn tương đối tốt, nghe chú nói chuyện hơi còn yếu, xem mạch của chú thấy còn được dần. Cho nên trong tình huống này thì bệnh này của chú hy vọng tốt, còn rất nhiều hy vọng. Thế thì tốt quá. Vì vậy ở đây yêu cầu chú dùng tâm chân thành phối hợp, tức là phối hợp với chúng tôi, nhất định phối hợp. Chẳng phải chú muốn khỏi bệnh hay không, đúng không? Muốn khỏi bệnh, muốn sống lâu, đúng không? Muốn đoàn viên cùng con cái, đúng không? Cho nên tôi lần này có thể đến giúp chú điều trị bệnh này, mục đích là nhằm thỏa mãn tâm nguyện của chú. Hy vọng bệnh chú khỏi rồi có thể sống lâu. Thỏa nguyện điều này có thể đạt được, nhưng ở đây cần sự phối hợp của chú. Chú phối hợp như thế nào vậy? Nhất định phải nắm vững câu Phật hiệu này, tức là A-di-đà Phật, cũng chính là nghe cho thật rõ ràng câu Phật hiệu này, nắm thật vững. Tống Ngọc Khải cư sĩ cùng đi trợ niệm cũng đã tham gia vào việc này. Anh ta từ quan điểm của một tín đồ Phật giáo nhìn nhận sự việc này cũng cảm thấy vô phương lý giải. Bỗng nhiên nhận được điện thoại của cư sĩ Đồng điện cho tôi, bảo tôi đi trợ niệm cho một bệnh nhân bị bệnh ung thư. Nghe nói bệnh nhân ung thư này đã đến thời kỳ cuối rồi.
Lúc đó tôi bèn hỏi cư sĩ Đồng, tôi hỏi: bệnh nhân ung thư này học Phật mấy năm rồi? Cư sĩ Đồng trả lời: ông ấy không học Phật. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói: người không học Phật, chúng ta vẫn phải trợ niệm cho họ sao? Thường ngày tôi cũng hay đi trợ niệm cho người khác, đều là người đã học Phật. Vì trợ niệm cho một người chưa học Phật là rất khó giảng sanh. Mục đích trợ niệm của chúng tôi là để cho bệnh nhân này có thể thoát khỏi đau khổ, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà một người không học Phật chỉ dựa vào sự trợ niệm của chúng tôi, trong lòng tôi nghĩ điều đó rất khó đạt được. Cho nên lúc đó tôi đã hỏi cư sĩ Đồng một câu. Tôi hỏi: bệnh nhân này đã không học Phật, vì chúng ta có thể đảm bảo không? Cư sĩ Đồng liền nói: bệnh nhân này không muốn giảng sanh, ông muốn khỏi bệnh. Tôi cảm thấy việc này anh cũng dám làm thì thật là không thể nghĩ bàn. Người không học Phật nhờ chúng tôi trợ niệm, giả lại ông bị ung thư thời kỳ cuối, để cơ thể của ông ấy có thể khỏi bệnh. Việc này là ngoài sức tưởng tượng. Lúc đó tôi cảm thấy quả thật là rất quan được. Tôi nói việc này là hoàn toàn không thể. Và anh đã tham gia. Sau đó tôi mang cái nghi vấn này, sau đó vẫn muốn thử xem cư sĩ Đồng rốt cuộc trong hồ lô của anh ấy bán thuốc gì. Mặt khác, đối với người học Phật mà nói, trợ niệm cho người khác, bất kể họ có học Phật hay không, tóm lại phần công đức này chúng tôi phải tùy hủy mà đi. Cho nên tôi ôm cái tâm trạng này để tham gia lần hoạt động trợ niệm này. Bên này Đồng Ái Quốc vẫn đang rót vào tay Lưu Chí Dân về cái gọi là nguyên lý trị liệu khoa học. Kỳ thật chúng tôi điều trị cho chú, nếu như từ góc độ của đông y mà nói, cũng có thể nói được đây là dùng phương pháp niệm A-di-đà Phật để điều trị cho chú, cũng tức là dùng phương pháp niệm Phật uống nước nhịn ăn trong Phật giáo để điều trị cho chú. Tại sao trong đông y học nói được như vậy? Trong đông y học có 4 bộ kinh điển lớn, một bộ kinh điển trong đó là Hoàng Đế Nội Kinh. Chú thấy trong Hoàng Đế Nội Kinh có nói: chánh khí nội tồn tà bất khả can, điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ bệnh an tùng lai. Điềm đạm hư vô là gì vậy? Tức là trong tâm buông bỏ tất cả tư tâm tạp niệm vọng tưởng. Trong thời gian chúng tôi điều trị, không lo nghĩ đến vợ con cái, không lo nghĩ điều gì cả, chỉ trụ vào câu Phật hiệu A Di Đà Phật này, không nghĩ điều gì khác. Điềm đạm hư vô là chú không nghĩ gì cả, tâm thật bình tĩnh. Hiểu hiểu, đây tức là điềm đạm hư vô. Vậy là chú đã hiểu điềm đạm hư vô rồi chứ. Chân khí tùng chi, sao gọi là chân khí tùng chi vậy? Khi vọng niệm trong tâm chú bớt đi, chân khí của chúng ta tức là nguyên khí, chú biết chứ? Nguyên khí sẽ dần dần sinh ra. Khi nguyên khí đầy đủ, khi chánh khí của chúng ta đủ rồi thì tà không thể quấy nhiễu. Bệnh là thuộc về tà khí, nó không thể quấy nhiễu nữa. Khi nó không thể quấy nhiễu thì chánh khí của bản thân chúng ta tự nhiên sẽ có năng lực trừ khử bệnh tà. Cho nên đây là phương pháp điều trị cao nhất trong đông y học. Trong đông y học, người thầy thuốc giỏi nhất là cái gì? Là không dùng thuốc có thể trị khỏi bệnh. Thực ra dùng cái gì vậy? Chứ là dùng nguyên khí, chân khí của chính mình. Khi nguyên khí của chúng ta đủ, khi chân khí đầy đủ thì tự nhiên sẽ có năng lực trị bệnh. Đây là thầy thuốc trị bệnh giỏi nhất. Trong đoạn nội dung hình ảnh này của chính họ quay lại, tôi chú ý đến một chi tiết, đó chính là sự thay đổi tâm lý của ông cụ Lưu Chí Dân. Chúng tôi nói chẳng may, giả dụ nếu như chú bị ung thư phổi thì chú có sợ hay không? Không sợ. Tại sao không sợ vậy? Tôi đã vào đây rồi, tôi sợ cái gì nữa chứ? Tôi đã vào cửa Phật rồi, tôi sợ cái gì nữa? Giả dụ là chưa vào cửa Phật thì sao? Chưa vào cửa Phật thì tôi còn sợ. Chú có thể nói thử tình trạng sợ hãi của chú lúc đó không? Tại sao 2 ngày trước tôi bảo cho tôi ăn cơm, tôi ăn không được? Thông qua băng ghi hình của họ quay lại, tôi thấy cư sĩ Đồng này, anh ta rất có tố chất, huấn luyện giống như một bác sĩ tâm lý. Anh liên tục không dứt đem tín niệm, tín tâm truyền trao cho chú luôn, giúp chú ấy trừ đi những căng thẳng và sợ hãi. Tôi thấy lần đầu tiên tiếp xúc là đã thu được hiệu quả rất tốt rồi. Nói niệm Phật bất khả tư nghị, thà rằng nói Đồng Ái Quốc dùng phương pháp trị liệu tâm lý này thấy hiệu quả còn hơn. Tôi cũng đã nói, con người trong hoảng loạn sợ hãi là dễ dẫn đến suy giảm sức miễn dịch, sức đề kháng của cơ thể nhất. Nếu như khắc phục được những chướng ngại này trong tâm lý thì chắc chắn là rất có lợi ích đối với sự phục hồi của bệnh tình. Tôi cảm thấy đây là khoa học thực thức của một người. Nhưng cho dù là tố chất tâm lý bệnh nhân tốt đi nữa, mà bao nhiêu ngày không ăn cơm này, điều đó không giống với để người ta chết đói hay sao?
Lẽ nào như vậy hiệu quả tốt hơn so với uống thuốc và thủ thuật sao? Đây đúng là phương pháp điều trị kỳ quái, khiến mọi người không sao hiểu nổi. Thông qua thâm nhập quan sát, tôi phát hiện động cơ để những người này trị bệnh cho ông cụ hoàn toàn không phải vì tiền. Họ lại chẳng cần đền đáp một xu nào cả. Họ đã nhận tiền rồi phải không? Không có, không cần đền đáp gì cả. Tôi cảm thấy thật là ngại quá. Nếu không, lúc đó ba tôi nói, tôi làm sao đền đáp anh đây? Thầy Đồng liền nói, chú phối hợp với tôi làm việc là được rồi. Bệnh của chú hoàn toàn bình phục là đã đền đáp cho tôi rồi. Là sự báo đáp tốt nhất, thầy nói như vậy. Nói thật, trong lòng tôi lúc đó thật áy náy quá. Hiện nay mọi người làm việc đều có mục đích đúng không? Vâng, tôi là cảm thấy xã hội hiện nay là xã hội kinh tế, đặc biệt thực tế. Con người muốn làm gì, hầu như đều có mục đích cả. Nhưng thông qua lần này tôi đã thấy, mọi người tu tập với nhau, chỉ có một mục tiêu rõ ràng, là để làm cho ba tôi sớm bình phục. Họ không hề nói vì mục tiêu này giữa chừng sẽ đòi hỏi điều gì, là vì cái gì, vì tư lợi của mình hoặc vì người khác, hoặc là vì sao vân vân. Đây tất cả đều không có. Nếu như nói đây giúp người, không phải vì tiền mà trị bệnh cho người, thì ý đồ của họ là gì vậy? Tôi hơi bị mờ mịt rồi. Tư duy rơi vào hỗn loạn. Họ, những người niệm Phật này, rốt cuộc muốn làm gì vậy? Nếu như Lưu Chí Dân không chết thì còn may. Nếu như thật sự có án mạng, thì mọi người họ không thoát khỏi bị liên lụy. Dù cho bạn đã ký cam kết gì đi nữa, vẫn bị pháp luật chế tài thôi. Điểm này, Đồng Ái Quốc cần phải hiểu rõ. Người có chút nhận biết về pháp luật đều không mạo hiểm như vậy. Lẽ nào họ đã biết rõ phương pháp này có thể khiêu chiến với y học hiện đại? Nếu như dùng nguyên lý y học hiện đại, cũng nói trôi chảy. Y học hiện đại chính là Tây Y. Chú đã nghe nói Tây Y có cách điều trị bằng sóng điện từ, tức là liên quan đến loại sóng điện từ này. Nào là sóng này sóng nọ, nào là tia này tia kia, có những phương pháp trị liệu như vậy. Thậm chí có loại bệnh nó vẫn không mổ xẻ, không thủ thuật, dùng sóng điện từ này cũng có thể trị khỏi được. Thực ra chúng tôi dùng cách gì vậy? Cái chúng tôi dùng cũng là sóng điện từ. Sóng điện từ chúng tôi dùng đây là sóng gì vậy? Là sóng tâm. Khi chú niệm Phật, khi tâm của chú chân thành, thì trong tâm chú sẽ phát ra một loại sóng. Lúc chúng tôi trợ niệm cho chú, khi niệm Phật thì trong tâm cũng phát ra một loại sóng. Và sóng này khi đạt đến đồng nhất thì sóng trong nhà này đã khác rồi. Nếu từ góc độ y học hiện đại mà nói, thì từ trường này đã khác rồi. Khi từ trường của nhà này thay đổi, thì dựa vào loại từ trường này sẽ chữa khỏi bệnh của chú thôi. Đây là từ góc độ y học hiện đại mà nói. Ví dụ, con cái của họ hoặc cha mẹ của họ khi ở cách xa mấy ngàn dặm, khi con cái họ hoặc cha mẹ họ một bên bị bệnh, cũng tức là xảy ra tử vong, đủ loại hiện tượng, thì con cái họ hoặc là cha mẹ họ sẽ cảm thấy trong lòng có những hiện tượng như rất không thoải mái, rất bất an, rất khó chịu, có cảm nhận rất khó chịu đó. Nhưng thực tế khi một người sắp tử vong, tâm của họ, ví dụ khi nghĩ đến con trai của mình, ví dụ như khi cha mẹ chết rồi, họ nghĩ đến con trai cả của mình, tâm của họ sẽ phát ra một loại sóng, là sóng tâm của chúng ta. Và loại sóng này có sức mạnh lớn nhất. Nó hơn hẳn những loại sóng điện từ đã dùng trong y học hiện đại của chúng ta. Và sóng này bất kể chú ở cách xa mấy ngàn dặm, nó cũng có thể cảm ứng được, tức là cảm nhận được. Họ sẽ cảm thấy rất đau lòng, trong lòng rất không thoải mái. Ví dụ nếu họ nghĩ đến con gái lớn của mình, thì con gái lớn của họ trong lòng rất khó chịu. Nghĩ đến con gái lớn thứ hai của họ, thì trong lòng con gái thứ hai sẽ khó chịu. Đối với những lời mà Đồng Ái Quốc đã nói này, tôi dường như hiểu mà không hiểu. Mấu chốt là tôi hiểu quá ít về tri thức lý luận y học hiện đại. Đây thật là một sự châm biếm. Lúc nào cũng hô hào tin khoa học như tôi, xem ra là người mù khoa học. Tri thức một khi dùng đến thì ngờ là quá ít. Tôi thường ngày bận rộn với điều gì vậy? Tôi bắt đầu dần dần cảm nhận được sự vô tri và cuồng ngạo của mình. Chưa hết, trong lần công tác tiếp sau đó, mọi người đều khẳng định cách điều trị này hiệu quả. Từ sau khi tiếp nhận cách điều trị này, tôi thấy bệnh của ba tôi mỗi ngày một tốt hơn. Tình cảnh chủ yếu nhất, tôi chẳng phải đã nói rồi. Tình cảnh chủ yếu nhất chính là trước đây một ngày uống 6-7 lần thuốc, hơn nữa, có khi còn bị choáng. Đến hôm nay thì hết hẳn. Ông không uống một viên thuốc nào cả. Hơn nữa, sức khỏe tôi cảm thấy hồi phục rất nhanh. Những triệu chứng trước đây, nào là ho ra máu, nào là khó chịu và đau vân vân, dường như đều không còn nữa. Cảm giác điều trị mấy ngày nay, chị cảm thấy hiệu quả như thế nào? Hiệu quả rất tốt.
Trước đây ba tôi, chúng tôi nhớ những ngày đó là rất nghiêm trọng. Ói ra máu là việc thường xuyên. Ho ói ra máu khó chịu trong ngực, có khi ròng rã là giống như sắp choáng xỉu. Mấy chị em chúng tôi trước Tết hay là mấy ngày đầu năm này, mỗi ngày đều sợ khóc đến mấy lần. Từ khi điều trị mỗi ngày một tốt hơn, không còn ói ra máu nữa, ho cũng ít hơn rồi. Hiện nay nhịn ăn, nhìn thấy sắc mặt cũng hồng hào, thấy cũng rất tốt. Ngày thứ 5 rồi, ông ta có thể đi quyền. Ngày thứ 8, ông ấy có thể chạy nhảy. Ngày thứ 10, ngay cả tóc của ông ấy cũng đen lại. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, ông hoàn toàn không ói ra máu, cũng không hề hôn mê. Phải nói là không dám tưởng tượng. Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt. Anh xem tôi đứng dậy, tôi làm gì cũng được. Vâng, anh bảo tôi nhảy, tôi cũng có thể nhảy cho anh xem. Cũng có thể nhảy. Không nên, anh bảo tôi biểu diễn thể thao, tôi cũng làm được. Hiện tại tôi luyện thế nào? Cũng luyện được rồi. Anh xem, ba ngày nãy không ăn cơm, còn khỏe mạnh hơn so với lúc ăn cơm đấy. Khỏe hơn nhiều. Chú cũng phải nhảy chậm một chút, nhảy trở lại, còn nhảy được nữa. Cái này ăn thua gì? Nhảy cả hai chân nữa. Cái này ăn thua gì? Đá xong phi tôi cũng làm được. Lưu Chí Dân, người nhảy nhót lung tung trước mắt đây, tâm trạng rất vui vẻ. Cái niềm vui nội tâm này là phương thuốc có hiệu quả điều trị tốt nhất, khiến ông hoàn toàn quên hết bệnh tật. Khoảng thời gian đó đúng là mùa tuyết đông giá lạnh. Những người niệm Phật này kiên trì 24 giờ niệm Phật cho bệnh nhân, cứ luân phiên đổi ca, đã khiến cho Lưu Chí Dân lão nhân càng thêm yên tâm. Đồng Ái Quốc còn đem cha của mình đến hiện trường điều trị. Chú thấy tôi, làm con như tôi đây, có thể nói là từ nội tâm mà nói là có tâm hiếu thảo, tâm hiếu thuận cha mẹ. Nhưng chú thấy tôi đã lớn như vậy, có thể nói là từ nhỏ chưa được giáo dục. Đối với cha của tôi, ví dụ như trong các phương diện lời ăn tiếng nói, đây chính là chưa đạt đến hiếu đạo. Cho nên sau này tôi đối với cha tôi nhất định phải hết lòng có hiếu đến viên mãn. Trong tình huống hiện nay, chú tìm được chúng tôi rồi, đúng không? Đến trị bệnh, trợ niệm cho chú. Tôi nhìn thấy cha tôi, khiến tôi nghĩ đến lời của Phật Đà đã nói, và lời trong Đệ Tử Quy đã nói. Trong Đệ Tử Quy nói, phụng sự chú giống như cha, tức là xem cha của người khác giống như là cha của mình vậy. Hôm nay tại sao tôi phải mời cha của tôi đến vậy? Ở đây tôi cũng phải thử khảo nghiệm lại chính mình, thử xem tôi đối với chú Lu có giống như đối với cha của mình không? Tôi có thể làm được điều này hay không? Cho nên nói, tâm ý của tôi ở đâu vậy? Tôi phải đối xử với chú Lu giống như đối xử với cha tôi vậy. Chủ yếu là phải dùng tâm như vậy. Cho nên xin chú Lu, tâm của chú nhất định phải phối hợp với chúng tôi. Phối hợp thật tốt, chúng ta tập trung dũng khí, chúng ta nhất định sẽ đánh thắng trận này. Nhất định phối hợp, kiểu gì tôi cũng phối hợp. Hiện nay trong tâm chú mong cầu là cầu trường thọ. Thực tế là cầu gì vậy? Là có thể khỏi bệnh, có thể sống thêm mấy năm nữa. Đây là điều chú mong cầu. Do chú cầu điều này, chúng tôi quá khứ thường hay làm bố thí tài, làm bố thí tài, làm bố thí pháp, hoặc giả làm những việc bố thí vật khác. Cư sĩ Bằng, anh nói có đúng không? Cho nên hôm nay tôi phải làm gì cho chú luôn vậy? Những bố thí khác chúng ta đều bố thí rồi, chúng ta có đồng ý bố thí thọ mạng của chúng ta hay không vậy? Cư sĩ Bằng, anh có thể làm như vậy hay không? Có thể. Cũng tức là ở đây tôi dẫn đầu. Trước tiên tôi sẽ đem thọ mạng sức khỏe của chính mình, trước tiên tôi muốn tặng cho chú Lưu 2 năm, cũng chính là đem thọ mạng sức khỏe của chính mình tặng cho chú Lưu 2 năm. Các đệ tử Phật, chúng ta hãy cùng nhau đến. Nếu như các anh ai muốn bằng lòng bố thí thọ mạng của mình thì các anh có thể đứng lên phía trước đây. Nếu không bằng lòng thì các anh khỏi đứng ở đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi thật không biết phải cảm ơn các anh như thế nào. Đừng làm vậy. Thím Lưu, thím Bao đứng lên đi. Không nên làm vậy, không nên làm vậy. Tôi xin thưa với chú Lưu, cái này là gì vậy? Đây là chúng tôi vì đạo nghĩa. Vì tôi đối với chú cần phải giống như đối với cha của tôi vậy.
Cũng giống như vậy, các anh đây cũng cần phải đối với chú Lưu của chúng ta giống như đối với cha của mình vậy. Tại sao nói như vậy? Vì Phật đã nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, đúng vậy không? Cho nên nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, là chỉ mỗi chúng sanh. Chú Lưu là một trong những chúng sanh, cho nên chúng ta phải đối với chú cũng giống như đối với cha của mình vậy. Chúng ta hãy bắt đầu từ đây. Nếu như các anh đồng ý, có thể cùng với tôi phát nguyện trước Phật, tuy là nói đứng lên phía trước, nhưng cái này có tâm chân thành hay không? Ví dụ tôi hôm nay nói tặng cho chú Lưu rồi, ngày mai thọ mạng của tôi hết, thì có phải tôi tặng thọ mạng đi rồi phải không? Thọ mạng của tôi hết rồi, tôi lại hối hận. Các anh có hối hận hay không? Không. Nếu như ngày mai thọ mạng hết rồi, ngày mai sẽ chết. Các anh có hối hận hay không? Ngày mai hết rồi, thì ngày mai giảng sanh vậy. Nếu được như vậy, thì chúng ta có thể phát nguyện trước Phật, bất kể lúc nào, tấm lòng này của chúng ta cũng không thối chuyển, dùng tâm chân thành đem thọ mạng của chúng ta tặng cho chú luôn. Phật nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nếu như chúng ta xem chú luôn giống như cha của mình, thì chúng ta chính là con của chú ấy, phải không nào? Đây là việc của phận làm con vì đạo nghĩa. Cho nên chúng ta ngày nay đây có thể quỳ xuống phát nguyện trước Phật, có thể phát nguyện cùng với tôi. Đệ tử Thích Chánh Quả. Đệ tử là Nhan Huy. Đệ tử Thích Chánh Mai. Đệ tử Thích Chiếu Giác. Đệ tử Thích Pháp Chí. Đệ tử Thích Diệu Âm. Chúng con cùng nhau quỳ trước Tam Thánh Phật, chân thành phát nguyện. Chúng con nguyện đem hai năm thọ mạng của mình bố thí cho chú Lưu. Nguyện cho chú được trường thọ khỏe mạnh. Nguyện cho tâm chúng con vĩnh viễn bất thối chuyển. Cuối mong Tam Thánh Phật gia trì. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả quan thân trái chủ của chú Lưu. Chúng con đối với những quán thân trái chủ này dùng tấm lòng chân thành đem công đức niệm Phật của chúng con hồi hướng toàn bộ cho họ. Nguyện cho họ sớm được giảng sanh. A-di-đà Phật. Chúng tôi làm như vậy, thứ nhất có thể làm cho tâm của chú Lưu Chí Dân được an. Thứ hai là hy vọng dưới sự gia trì của Phật lực thì nguyện vọng của chúng tôi có thể đạt được thật sự. Đây là điều trong tâm chúng tôi mong muốn. Chú Lưu, tôi rất cảm động. Không sao, chú nhất định phải phối hợp thật tốt. Bệnh này của chú yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trị khỏi bệnh này. Bao nhiêu người đã vì tôi. Không việc gì, không việc gì. Chú Lưu đừng xúc động. Hiện tại chú đang bị bệnh đấy, không nên xúc động. Tôi nói chú Lưu nghe, chú dùng cái tâm này chân thật nắm chặt câu Phật hiệu A-di-đà Phật này, niệm Phật thật tốt một cách chân chánh, chân thật mà niệm, phối hợp với chúng tôi cho thật tốt, vậy là tốt rồi. Lúc đó chú Lưu và người trong nhà chú ai cũng đều khóc cả. Họ không ngờ rằng một người học Phật ngay cả mạng sống của mình cũng có thể bố thí được. Ở người bình thường, họ xem việc bố thí mạng sống là một việc không thể. Nhưng chúng tôi biết đây mới là bố thí hào hiệp nhất, triệt để nhất. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi đã bị cảm động bởi thiện tâm và sự chân thành của những người học Phật này. Đối với chúng tôi, người không học Phật mà nói, đem mạng sống của mình tặng cho người khác, đây dường như là việc không thể, chưa từng thấy, giới không tới. Nhưng mấy vị đệ tử Phật kia, họ lại làm việc này một cách rất chân thành, rất thành khẩn. Hành vi và nghĩa cử này, cộng thêm những đạo lý mà họ nói ở đây, thực ra đã phá tan phòng tuyến tâm lý sai lệch của tôi đối với những người học Phật này.
Đúng vậy, giữa con người với nhau sự bộc lộ và biểu đạt của thiện ý này thật là đáng quý vô cùng. Ở trong cái thế giới phiền loạn ngày nay, loại tâm thương yêu đối với người khác này chẳng phải là cái mà chúng ta sáng kiến xã hội hài hòa cần phải đề xướng hay sao? Tuy tôi từ trên hình thức vẫn chưa thể hiểu những hành vi của những đệ tử Phật này, nhưng trong nội tâm của tôi đã nảy sinh thiện cảm đối với họ. Cùng lúc xem những đoạn phim tài liệu sống này, Đồng Ái Quốc đã tìm cho tôi một lượng lớn sách vở có liên quan đến Phật học. Xem tỉ mỉ, thế ý của nó giống hệt như những điều anh nói với tôi. Bây giờ tôi xin đem đó chia sẻ cùng với mọi người. Vừa nhắc đến Phật, rất nhiều người đều cho đó là mê tín. Thực ra những người này hoàn toàn không hiểu Phật là gì. Họ luôn hô hào là tin khoa học, nhưng khi hỏi đến thì cái khoa học họ cũng chẳng hiểu gì cả, không rõ chân tướng khách quan của sự vật, cứ tin bừa, phủ định ẩu. Thực ra loại người tin vào phủ định mù quáng này mới là kẻ mê tín đích thực. Nên biết Phật học rất là khoa học, có thể nói đó là môn khoa học cứu cánh viên mãn. Hơn 3.000 năm trước, Phật nói, Phật thấy trong một bát nước có 84.000 vi trùng. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự xuất hiện của kính lúp, người ta dùng kính lúp không nhìn thấy vi trùng trong nước. Vì vậy có rất nhiều người đã cho rằng khoa học chứng minh Phật đã nói sai. Vì sao khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước nữa, sự xuất hiện của kính hiển vi mới phát hiện trong nước có vô số vi trùng? Thì ra 84.000 vi trùng mà Phật đã nói chính là chỉ vô số vi trùng. Trong Phật Pháp, con số 84.000 là đại biểu cho vô lượng. Từ sự thật này có thể cho thấy khoa học trong quá trình tiến bộ của nó cũng có thể xuất hiện sai lầm, nhìn sai về sự thật khách quan. Đó là nguyên nhân gì vậy? Là vì một mặt do suy luận phán đoán của bản thân nhà khoa học xuất hiện sai lầm, mặt khác là công cụ mà nhà khoa học đã dùng chưa hoàn thiện, chưa đủ trình độ tỉ mỉ chuẩn xác, cũng sẽ tạo nên sai lầm. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni trước đây 3.000 năm chưa có bất kỳ công cụ nào đã quan sát được chân tướng sự thật khách quan so với chân tướng sự thật mà kính hiển vi trong khoa học kỹ thuật cao của chúng ta ngày nay quan sát được là giống nhau. Cho nên chúng ta không thể không bái phục trí tuệ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây cũng chính là nguyên nhân trải qua 3.000 năm nhưng Phật học không bị đào thải. Trong kinh Phật, phần lớn sự thật khách quan chứng minh Phật học vĩnh viễn đi trước khoa học. Cho nên có thể nói Phật học chính là khoa học cứu cánh viên mãn. Do đó Tôn Trung Sơn nói Phật học là mẹ của triết học. Nghiên cứu Phật học có thể bù đắp vào chỗ thiếu sót của khoa học. Einstein, khoa học gia lớn cận đại, nói nếu như có một tôn giáo có thể ứng phó với nhu cầu khoa học hiện đại, lại có thể cùng chung sống tồn tại với khoa học, thì đó chắc chắn là Phật giáo. Tiến sĩ Thẩm Gia Trinh nói bản thân tôi là nhà khoa học, nhưng cũng rất hứng thú đối với Phật Pháp. Tôi cho rằng Phật học và khoa học là một mà hai, hai mà một. Đương đại cao tăng Pháp Sư Tịnh Không, người nói như thế nào vậy? Phật Pháp là môn khoa học cao sâu, hoàn toàn không thua gì khoa học đỉnh cao hiện nay, cao minh hơn rất nhiều so với họ. Khoa học kỹ thuật của họ không thể giải quyết được vấn đề. Khoa học kỹ thuật của Phật Pháp, chúng ta có thể giải quyết vấn đề, học được thanh tịnh bình đẳng giác, học được nhìn thấu buông xả, thì vĩnh viễn không bị bệnh. Không những không bị bệnh, mà bạn còn không bị già nữa. Bạn nhìn thấy tôi đây, tôi đâu có già đâu. Trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ và Kinh Trị Thiền Bệnh Bí Yếu ghi chép, Phật 3.000 năm trước nói thân người là ổ vi trùng, được phân ra thành 80 loại vi trùng. Trong kinh không những nói ra tên của mỗi loại vi trùng mà còn miêu tả hình thái động tác của chúng.
Y học hiện đại, ký sinh trùng học đã phát hiện ký sinh trùng trong cơ thể con người có hơn 70 loại, cơ bản là khớp với điều Phật đã nói 3.000 năm trước. Nhưng trước khi khoa học chưa phát triển, muốn người bình thường tin nhận lời nói đó thì thật là không dễ. Cho nên khoa học càng phát triển rốt ráo triệt để, càng có thể làm chứng minh cho Phật học. Hãy thử xem thức ăn, thức uống người hiện đại chúng ta dùng đều là độc. Heo nuôi dục, gà nuôi dục, trong thức ăn dùng để nuôi chứa hóc môn và thuốc. Thịt như vậy có độc. Nếu con người ăn vào sẽ sinh ra những bệnh rất kỳ quái. Trong thực vật đa số đều dùng nông dược, cho nên cũng có độc. Trong rất nhiều đồ ăn thức uống đều có chứa chất bảo quản, chất phụ gia, hương tổng hợp, chất màu, có tác dụng độc hại nhất định đối với cơ thể. Từ 3.000 năm trước, Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ có ghi chép tình trạng đời sống của người hiện nay là ăn đắng uống độc. Ngoài ra, trong Kinh Tu Hành Đạo Địa mô tả quá trình phát dục của thai nhi trong bụng mẹ lại hoàn toàn khớp với quá trình phát dục của thai nhi trong bụng mẹ trong thai sinh học của y học hiện đại. Nhà hóa học vật lý nổi tiếng Anh Quốc Pháp La Đệ cũng đã từng nói như thế này: khoa học không thể giải thích hoàn toàn bản chất của tất cả sự vật, nhưng Phật học lại đúng là có thể giải thích hoàn toàn bản chất của tất cả sự vật. Đây là vì khoa học kỹ thuật cao hiện đại còn kém rất xa so với khoa học cứu cánh viên mãn. Cho nên khoa học không thể giải thích sự thật khách quan rất nhiều rất nhiều, đặc biệt là đối với bí mật tâm linh thì lại càng như mù như điếc. Vì thế nhà khoa học trên thế giới thông qua so sánh, nghiên cứu cùng rút ra kết luận Phật giáo là vô cùng cao siêu. Học giả nổi tiếng tiên sinh Lý Thời Sâm từng nói: tôi cho rằng sự đề xướng của Phật học hoàn toàn không có chỗ nào mâu thuẫn với khoa học, mà có thể khiến phương pháp khoa học thêm tỉ mỉ chính xác, trong phân loại của khoa học thêm chính xác, trong hiệu dụng của khoa học thêm chắc chắn, có thể thấy Phật Pháp hoàn toàn không trái với khoa học, thậm chí là siêu khoa học. Khoa học càng tiến bộ, càng có thể chứng minh sự tinh vi và cao sâu của Phật Pháp. Nhà khoa học hiện đại đã thừa nhận không gian 11 chiều. Số chiều không gian càng cao thì cảnh giới càng không thể nghĩ bàn. Do đó, học thuyết về không gian đa chiều có thể giảm bớt sự nghi hoặc của nhân loại đối với pháp giới không thể nghĩ bàn, vượt ngoài tình kiến. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại của Phật giáo, thí dụ lớn nhỏ dung nhiếp nhau, dài ngắn đồng thời, một tức tất cả, trùng trùng vô tận. Người thế gian ai cũng lấy thưởng thức thế gian để phán định tiêu chuẩn thật giả đúng sai. Chỉ đáng tiếc không biết những thưởng thức đã nói kia chính là sản phẩm của ảo giác chủ quan. Tùng Hạ Chân Nhật Bản có nói: thực tại này rất kỳ lạ, chính là chân lý, nguyên chất điểm luận của vật lý học hiện đại và dùng thực nghiệm tiến hành chứng minh. Điều này và biểu hiện cụ thể của tư tưởng Phật giáo cổ đại là giống nhau, chẳng phải khiến mọi người kinh ngạc thán phục hay sao? Phika Pha Lạp trong Đạo Vật Lý Học của ông có nói: kinh sách tôn giáo cổ xưa giữa lý luận của Kinh Hoa Nghiêm và vật lý học hiện đại có tính giống nhau đáng kinh ngạc. Hiện nay, nhà khoa học lớn làm cho mọi người kinh ngạc. Học giả nổi tiếng Lương Khải Siêu nói: Phật học rộng thay, lớn thay, sâu thay, vi diệu thay, thiết thực với mọi người, trở nên thực dụng, là viên mãn cao thượng nhất trong trời đất, là học thuyết sâu sắc nổi tiếng. Tín ngưỡng Phật giáo là trí tín chứ không phải mê tín. Nhà vật lý học nổi tiếng giáo sư trường Đại học Bắc Kinh Hoàng Niệm Tổ nói: Phật giáo là tôn giáo mà siêu tôn giáo, là triết học mà siêu triết học, là khoa học mà siêu khoa học. Nhà sử gia nổi tiếng Dĩ Nhi Tư nói: giáo nghĩa của Phật giáo là sự thành công của trí tuệ sắc bén nhất từ xưa đến nay. Nhà tư tưởng cận đại Chương Thái Viêm nói: lý luận của Phật giáo khiến cho người thượng trí không thể không tin. Engel cũng nói: tín đồ Phật giáo ở vào giai đoạn cao cấp của tư duy lý tính. Nhân loại đến thời đại của Phật Thích Ca Mâu Ni thì tư duy biện chứng mới thành thục. Phép biện chứng ban đầu bắt nguồn từ Phật giáo.
Học giả nổi tiếng thế giới Ma Cách Nhị nói, trong tôn giáo thế giới, chỉ có Phật giáo là dùng phân tích, lý tính, hệ thống thiết thực để khảo sát vấn đề trong cuộc sống và tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Lỗ Tấn nói, Thích Ca Mâu Ni Phật là đại triết. Thường ngày tôi có rất nhiều vấn đề về nhân sinh rất khó giải quyết, Ngài lại có thể sớm dùng sự gợi ý rõ ràng. Nhà khoa học xã hội nổi tiếng Triệu Phát Sơ nói, 2000 năm Phật Pháp là kho báu. Đến núi sâu nay tìm của báu, nhất định sẽ có sự thu hoạch khó mà tưởng tượng. Trần Nghị cũng nói, thiện có báo thiện, ác có báo ác, không phải không báo vì chưa đến lúc. Khi đã đến lúc, tất cả đều báo. Nhà khoa học hiện đại Trung Quốc Vu Trí Biểu nói, Phật giáo không những không phải mê tín, mà còn là nguyên lý khoa học phá trừ mê tín triệt để nhất. Trình độ khoa học càng cao, càng có thể giải thích ý nghĩa đích thực vốn không thể giải thích trong kinh Phật. Nhà triết học nổi tiếng Lê Thái nói, Phật giáo là tôn giáo duy nhất thật sự chú trọng và căn cứ thực chứng. Giáo sư Trần Tùng Chu, Đại học Đồng Tế Thượng Hải nói, bản thân Phật giáo ẩn chứa trí tuệ rất sâu, sự thấu suốt của nó về vũ trụ nhân sinh có phát hiện độc đáo và sâu sắc. Tổng thống Ấn Độ Lạp Cáp Khắc Tư Thản nói, Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên mang ánh sáng trí tuệ tỏa chiếu tâm linh nhân loại. Trần Độc Tú nói, sự tinh thâm quảng đại của Phật học, tôi là người hoàn toàn tin, không hề nghi ngờ. Marx cũng nói, phép biện chứng trong Phật giáo đã đạt đến trình độ tinh tế. Nhà thư họa nhạc kịch nổi tiếng Lý Thúc Đồng nói, người xuất gia chân chánh là người vĩ đại cao thượng nhất. Hoàng đế Thuận Trị từng nói, vàng ngọc chưa phải là quý, chỉ có khoác áo cà sa là quý hơn hết. Lý Thụy Hoàng nói, văn hóa Phật giáo đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn đối với luân lý đạo đức Trung Quốc. Rất nhiều chủ trương của nó ăn khớp với tư tưởng văn minh, tinh thần mà chúng ta hiện nay đề xướng. Shakespeare nói, nhất định không nên tự bình luận ngông cuồng về đạo lý mà bạn không biết, nếu không bạn có thể trả giá bằng mạng sống để bù đắp lại lỗi lầm mà bạn đã phạm. Hoạch Bố Hách Cách nổi tiếng nước Pháp và một số khoa học vật lý nói, lượng tử học có thể làm cơ sở lý luận của tâm lực, năng lực siêu cảm, tốc độ của tâm lực là lập tức, hơn nữa là nhanh nhất, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Mà tâm lực hiển nhiên là có sóng siêu vi bức xạ phi vật chất trong đại não phát xuất ra. Cao tăng đương đại đạo sư Tịnh Không nói, Phật giáo là nền giáo dục hạnh phúc mỹ mãn, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của nhân loại. Trong lịch sử còn có rất nhiều nhà học Phật nổi tiếng, họ là Tôn Trung Sơn, Ngụy Nguyên, Cung Từ Chân, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Từ Đồng, Dương Thái Viêm, Lâm Tắc Từ, Tăng Quốc Viên, Nhạc Phi, Thích Kế Quang, Đào Nguyên Minh, Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Liễu Tông Nguyên, Tô Đông Pha, Lý Bạch, Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên, Tư Mã Quang, Vương Dương Minh, Vương An Thạch, Lý Thúc Đồng, Lỗ Tấn. Bạch Cư Dị sau khi kế nghiệp Đỗ Phủ là thi nhân vĩ đại nhất đời Đường, hiệu là Hương Sơn Cư Sĩ. Cuối đời tự cảm một đời theo chính trị, tuy tin Phật thành kính, vẫn cảm thấy hoang phí thời gian. Vì thế phát nguyện không ngâm thơ làm văn nữa, nhất tâm niệm Phật, liệu thoát sanh tử. Mặc dù bị bạn đồng liêu có địa vị chế giễu cũng chẳng quan tâm, và làm kệ rằng, nhật mộ nhi đầu diễn, ngô sanh dĩ sa đà, nhật tịch thanh tịnh tâm, đảng niệm A-di-đà, đạt nhân cơ tiếu ngã, ngã thả A-di-đà. Xuất thân là thư ký đảng ủy lao động mẫu mực cả nước, thầy Pháp An phó trụ trì chùa Linh Nham nói, Lý Tiên Niệm quy y tại chùa Thiếu Lâm, Lưu Thí Kỳ quy y tại Phổ Đà Sơn. Nhắc đến lễ quy y của Chu Ân Lai lại nảy sinh một câu chuyện. Có một lần tại Vũ Hán, Mao Trạch Đông hỏi Chu Ân Lai, tại sao anh làm việc lúc nào cũng viên mãn như vậy?
Việc người khác làm không được thì anh luôn làm được. Anh có cách gì vậy? Chu Ân Lai trả lời: Chủ tịch, tôi ngoài Mác Lê ra còn có Phật Pháp. Việc trị bệnh cho Lưu Chí Dân đã dần dần gây nên sự chú ý của người dân trong thôn. Để tránh xảy ra sự cố gây nên sự đồn đoán và bàn tán không cần thiết của mọi người, Đồng Ái Quốc trước khi triển khai công việc chữa bệnh đã tìm ra ba người đại biểu cho dân trong thôn. Trước hết giải thích rõ với họ: các anh thấy thế nào thì nói thế ấy, thật sự cầu thị, trong lòng nghĩ thế nào thì nói thế ấy, nói mặt trái mặt phải thế nào cũng được, trong tâm mình nghĩ như thế nào có thể biểu đạt ra đều được cả. Điều này thì chúng tôi cũng không phải là người học Phật, nên đối với những việc này cũng không phải hoàn toàn biết hết. Thấy các anh đến đây, mấy người như vậy đến chữa căn bệnh này cho họ, việc này chúng tôi đều biết. Nếu như trị khỏi căn bệnh này cho chú ấy thì sức thuyết phục là rất lớn. Nhưng dù sao mấy người chúng tôi cũng không tin lắm. Không tin, ngày mai các anh có thể nói với mọi người. Đã vậy thì mọi người cũng nên mong Lưu Chí Dân, người bệnh này, cũng mong bệnh của chú ấy có thể khỏi. Dân, thực ra hy vọng này của các anh là tốt rồi, miệng nói là một mặt. Nếu như các anh ở nhà, khi nào rảnh rỗi tự mình cũng được, dù là niệm không thành tiếng, niệm trong tâm cũng được. Vì chú ấy lúc nào rảnh thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thực ra người trong thôn này, ví dụ khi chú ấy niệm Phật thì tâm của mình sẽ phát ra một loại sóng, hiểu không? Hiểu rồi. Thực ra bạn không thấy chú ấy trong nhà nhỏ, nhưng cái sóng này sẽ có tác dụng cho chú ấy. Xa cỡ nào cũng được, dân, xa cỡ nào cũng được, sóng này cũng sẽ khởi tác dụng. Vì sóng tâm của chúng ta nó trùm khắp cả vũ trụ, cho nên nói cách xa cỡ nào cũng chẳng sao cả. Tôi muốn đem một ít đồ hoặc một ít tiền cho chú ấy, còn mạnh hơn cái đó chứ. Thực ra anh niệm cho chú ấy một câu A Di Đà Phật còn tốt hơn so với anh đem cho chú ấy món đồ trị giá 1.000 đồng. Người trong thôn cũng giống như tôi, tuy không tin lắm đối với phương pháp chữa bệnh này, nhưng đều thành tâm thành ý đến giúp đỡ niệm Phật. Đồng Ái Quốc vào lúc này lại tiếp tục hỏi ý với mọi người: xin hỏi một chút, có phải các anh là người dân trong thôn này không? Dân dân là dân trong thôn hết đúng không? Có ai ở ngoài thôn không? Không. Đều là người trong thôn cả đúng không? Dân, các anh có thể nói thử cách nhìn của mình về phương pháp trị bệnh niệm Phật này là gì không? Mong chú ấy khỏe thôi. Có phải đều muốn cho bệnh nhân Lưu Chí Dân, muốn chú ấy khỏi bệnh đúng không? Dân, 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 mọi người đều mong chú ấy khỏe. Dân, đúng rồi, được rồi. Bà con thấy người nhà chú ấy đều rất thành kính, hy vọng bệnh của cha họ khỏi. Sau đó mọi người chúng ta cùng nhau niệm Phật cho chú, tranh thủ chữa khỏi bệnh cho chú ấy. Mọi người có bằng lòng hay không? Bằng lòng, bằng lòng rồi. Trong vũ trụ này chỉ có loại sống A-di-đà Phật này là sống tốt nhất. Trong Phật Pháp của chúng ta, một câu A-di-đà Phật là thuốc A-di-đà, không có bệnh gì mà không chữa được. Nhưng ở đây giống như vừa rồi anh ấy đã nói, tinh thành sở chí, kim thạch di khai, cần phải thành tâm, chính là tâm thành tắc linh vậy. Nhưng cái thành tâm này con người rất khó đạt được, cho nên chúng ta dùng cái này là sống tâm liệu pháp, tức là sống điện từ trong tâm. Chúng ta dùng loại sống điện từ nào vậy? Dùng loại sống A Di Đà Phật này, tức là chúng ta niệm A Di Đà Phật và loại sống từ này phát ra từ trong tâm chúng ta trong toàn bộ vũ trụ. Đây là sống điện từ tốt nhất, cho nên nói sức trị bệnh của nó, nếu thực sự thành tâm đến trình độ nhất định thì nó có hiệu quả kỳ diệu. Cho nên đối với bệnh nhân này, qua mấy ngày chúng ta có thể sẽ nhìn thấy được hiệu quả của nó. Giả lại bà con ở nhà, ví dụ niệm một câu A Di Đà Phật, câu Phật hiệu này, ví dụ vì bệnh nhân Lưu Chí Dân niệm một câu, niệm một câu sẽ phát ra một loại sống. Sau khi sống này phát ra, chú ấy đây sẽ tiếp nhận được. A Di Đà Phật là vô lượng thọ, cho nên cái hay của niệm A Di Đà Phật không những có thể tăng thọ cho bệnh nhân, hơn nữa còn có thể tăng thọ cho chính chúng ta. Khi trong tâm bạn niệm Phật, chúng ta thường ngày không học Phật, nhưng chúng ta thường niệm A Di Đà Phật cũng tăng tuổi thọ cho mình. Cho nên nói vừa giúp đỡ người bệnh, vừa giúp đỡ cho chính chúng ta. Như vậy hai bên đều có lợi ích. A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho.
người ở bên ngoài cũng có thể niệm, vì đối với chúng ta cũng có lợi ích, có thể trường thọ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chào bà con, mọi người đều tụng niệm Phật hiệu cho tôi. Tôi cảm ơn bà con, cảm ơn bà con. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Tôi không ngờ rằng trong máy DVD của họ đã quay được cảnh tượng hài hòa như vậy. Bà con trong thôn vì bệnh tình của Lưu Chí Dân, mọi người đều chủ động đến trợ niệm. Sự giúp đỡ mang tính tự phát này không chỉ cảm động cả nhà Lưu Chí Dân, mà còn khiến người đạo diễn phim tài liệu như tôi phải cảm khái. Đây là sự hài hòa đích thực. Tình hữu nghị sớm diện chất phát thuần khiết này là hình ảnh mà tôi chưa từng thấy trong suốt 8 năm quay phim tài liệu truyền hình. Bệnh tình của Lưu Chí Dân dưới sự quan tâm và an ủi tâm lý rất nhiệt tình của mọi người bắt đầu đã có khởi sắc. Rất tốt, khỏe hơn hôm qua rất nhiều rồi. Khỏe hơn hôm qua nhiều rồi. Hôm nay ở vùng này còn hơi khó chịu, cảm thấy hơi không bình thường, còn có chút khó chịu, hơi không thoải mái. Là ở đâu nữa? Khó chịu ở đầu, khỏe hơn hôm qua không? Cũng khỏe hơn hôm qua. Khó chịu ở đầu cũng khỏe hơn hôm qua. Khỏe hơn hôm qua. Nói tóm lại là khỏe hơn hôm qua. Ngày 13 tháng 2 năm 2006, ngày thứ 5 nhịn ăn uống nước niệm Phật. Bệnh nhân Lưu Chí Dân nhịn ăn uống nước niệm Phật đã đến ngày thứ 5 rồi. Bà con có muốn xem thử tình trạng hiện nay của chú ấy không? Muốn. Vậy chúng ta hãy gọi chú ấy ra để xem thử. Hãy nói vài câu đi. Thưa bà con sớm diện, trận bệnh này của tôi dưới sự khích lệ mạnh mẽ của bà con trong thôn chúng ta, vì tôi mà niệm Phật hiệu, tôi cảm động vô cùng. Trong những năm tôi còn sống, tôi nhất định sẽ đền đáp. Thưa bà con, bạn bè thân thích, cùng anh chị em, cùng các cháu nhỏ, tôi chỉ biết cảm tạ thôi. Hỡi các con, cảm ơn mọi người. Tôi xin nói thêm vài câu nữa. Đệ tử nhà Phật dẫn đầu là thầy Đồng đã chỉ tôi dốc sức suốt ngày đêm để chữa bệnh cho tôi, vì tôi bà tụng Phật hiệu. Còn có thêm 10 vị thầy khác phát thệ trước Phật Tổ, họ nguyện đem thọ mạng khỏe mạnh trẻ trung của mình, mỗi người đã hiến cho tôi 2 năm tuổi thọ. Thật sự trong lòng tôi muôn vàn xúc động, tôi vô cùng cảm ơn, không biết phải cảm tạ như thế nào. Đệ tử nhà Phật, các anh đã thực hiện tâm nguyện của Bồ Tát, thật sự làm được cứu khổ cứu nạn rồi. Hỡi các con, bái tạ đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn, xin cảm ơn bà con sớm diện. Xin cảm ơn quý thầy.
Nhìn thấy cảnh này, tôi không thể ngăn nổi hai dòng lệ tuôn trào. Một luồng nhiệt giống như tia chớp đang chạy khắp trong tim tôi. Không biết đó là cảm giác gì. Đây là cảnh tượng chân thật nhất mà trong đời tôi được nhìn thấy, khiến tôi xúc động nhất. Tôi bỗng nhiên nhận thấy những hình ảnh cho đồng ái quốc, chính bản thân họ quay lại này mới là phim tài liệu đích thực. Những sự thật không hề do con người xen vào này, thực ra chính là cảnh giới cao nhất của phim tài liệu của chúng tôi. Loại cảnh giới này cuối cùng đến từ sự chân tình của những người này. Họ đối diện với căn bệnh quái ác, thực sự đã thể hiện được ý chí con người, sự quan tâm hoạn nạn có nhau. Mỗi một người hàng xóm do đệ tử nhà Phật từ bi chiêu cảm cũng trở nên thuần tịnh lương thiện. Những đệ tử Phật mà tôi chán ghét và coi thường kia, giờ đây ai nấy đều trở nên chất phác, thật thà biết bao. Cái tình thương đáng quý như vàng kia của họ chính là chỗ thiếu sót của những người được cho là thuộc phần tử tri thức kiến trúc thượng tầng như chúng tôi. Khi nhân tính trở về đến chí thuần chí thiện, thì đây chính là đạo hài hòa, đây chính là đạo đại đồng, đây chính là trạng thái đẹp nhất của con người sống trong thế gian này. Bệnh nhân Lưu Chí Dân, bệnh của chú ấy phục hồi được, thực ra cũng là nhờ mọi người niệm Phật cho chú ấy. Người cả thôn đều niệm Phật cho chú ấy. Cứ như vậy thì bệnh của chú ấy sẽ khỏi rất nhanh chóng. Phật Pháp này không phải mê tín, không phải điều mà chúng ta tưởng tượng. Mới nghe nói Phật Pháp liền cho là mê tín, thực ra nó hoàn toàn không phải mê tín. Tại sao không phải là mê tín vậy? Phật là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Hán của chúng ta có nghĩa là giác ngộ. Sao gọi là giác ngộ vậy? Chính là đối với đời người của chính chúng ta và chúng ta sống trong vũ trụ này, đây là hoàn cảnh sống của chúng ta. Người thật sự có thể hiểu rõ về đời người và môi trường sống của chúng ta, người này chính là Phật. Cho nên nói đời người chúng ta và môi trường sống này, chúng ta ở đây có thể sống đời sống có trí tuệ, đây chính là Phật Pháp. Tức là trong đời sống chúng ta có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ niềm vui. Các bạn có muốn sống đời sống trường thọ không? Muốn. Có muốn sống đời sống vui vẻ không? Muốn. Có muốn sống đời sống lý trí trí tuệ không? Muốn. Thực tế đây chính là Phật Pháp. Niệm A Di Đà Phật khiến con người trường thọ, có thể khiến con người tăng trưởng trí tuệ, có thể khiến con người tăng thêm niềm vui. Giả sử cha mẹ chúng ta bị bệnh, đưa vào phòng cấp cứu trong bệnh viện, trong tâm chúng ta rất căng thẳng đúng không? Căng thẳng đúng không? Giả sử chúng ta căng thẳng, thậm chí là ngất xỉu, có khi ngất xỉu đến mức không biết gì cả, cuối cùng bỏ lỡ mất cơ hội chữa bệnh của cha mẹ, dẫn đến cha mẹ tử vong. Đây là một dạng. Còn một dạng nữa là mình không căng thẳng, trước hết buông xả cái tâm căng thẳng này, sau đó bình tĩnh, làm thế nào đó tìm một bác sĩ giỏi cho cha mẹ, nên chuyển đến bệnh viện nào đó, sau đó nhanh chóng chuyển cha mẹ vào bệnh viện, chuyển đến một bệnh viện tốt, tìm một bác sĩ giỏi, sẽ chữa được bệnh của cha mẹ đúng không? Vô cùng căng thẳng có thể chữa được bệnh của cha mẹ không? Không được. Đúng không nào? Loại thứ nhất đó không phải là Phật Pháp. Loại thứ hai không căng thẳng thì chữa khỏi bệnh của cha mẹ, đây chính là đời sống có trí tuệ. Bà con thấy loại đời sống có trí tuệ này, thấy có mê tín hay không? Không phải, không phải mê tín. Sự thật quả thật là như vậy đúng không? Nghe đồng ái quốc nói những lời nói này với bà con sớm diện, tôi cảm thấy ngôn ngữ rất đơn giản, nhưng đạo lý lại rất sâu sắc. Phật Pháp khiến con người giác ngộ từ trong tư tưởng, khiến con người sống trở nên có trí tuệ, lý tính. Đây chẳng phải là điều mà mỗi người trong xã hội hiện nay đều cần có hay sao? Chúng ta sống trong cái thế giới này, có phiền não và đau khổ thế này thế khác, cần một đời sống lý tính là sai hay sao? Từ đó xem ra, rơi vào phiền não và bất an như chúng ta, cần phải tìm hiểu Phật Pháp, nhận thức Phật Pháp. Phương pháp giải trừ phiền não và đau khổ của người hiện đại chúng ta vốn dĩ có thể tìm ra đáp án ở trong Phật Pháp. Nội dung phim này chủ yếu trị ba loại ung thư mức độ khác nhau. Xin thử đoán là ba loại ung thư nào? Cho nên nói niệm A Di Đà Phật thì trong tâm mình sẽ phát ra một loại sống tốt nhất. Loại sống tốt này nó sẽ kéo dài thọ mạng của bản thân chúng ta,
Cho nên bà con thường niệm câu A-di-đà Phật này, thọ mạng của bà con sẽ được kéo dài. Nhưng bà con lại nói, người đó niệm Phật thật tốt và suốt ngày làm việc tốt, tại sao thọ mạng của họ lại ngắn ngủi như vậy? Thực tế cũng đã được tăng thêm rồi. Ví dụ người này, tuổi thọ của anh là 30 tuổi, 31 tuổi, 32 tuổi, 33 tuổi, thậm chí là 35 tuổi, là tăng thêm trên cơ sở thọ mạng vốn có của anh ta. Chứ không phải là khi tăng thêm sẽ tăng thêm đến 100 tuổi, 200 tuổi hoặc là 80 mấy tuổi. Không phải như vậy. Bạn thấy có thọ mạng giống dĩ là sẽ sống đến 80 tuổi, nhưng khi tăng thêm thì có thể tăng thêm đến 85 tuổi. Cho nên chúng ta thường xuyên niệm A-di-đà Phật thì thọ mạng của chúng ta sẽ tăng thêm. Nhưng cái lợi ích này có khi bản thân chúng ta có thể nhận thấy. Được rồi, ngưng lại đi. Bà con trong xóm đều đến cả. Tôi hôm nay bệnh tình tốt nhiều rồi, khỏi bệnh rồi, cơ bản là khỏi bệnh rồi. Tôi thật không muốn nói nhiều. Theo bệnh tình của Lưu Chí Dân chuyển biến tốt mỗi ngày, tôi bắt đầu phát sinh sự hứng thú sâu đậm đối với Phật Pháp. Phật Pháp đối với cội nguồn sinh tử của con người có sự lý giải độc đáo của riêng họ. Vấn đề này khoa học hiện nay không thể giải thích. Phật Pháp nói mạng sống của con người là luân hồi. Cách nói này lẽ nào là thật sao? Tôi xem thấy trong sách Phật có đăng tin tức như thế này. Chuyện luân hồi trong thời đại khoa học đã ghi chép tin tức như thế này. Tin tức này vốn đăng trên quyển sang Phật giáo Trung Quốc quyển thứ 2, kỳ thứ 4. Chứng cứ vững chắc về luân hồi chuyển thế. Gần đây Thái Lan đã xảy ra một tin tức về luân hồi chuyển thế. Ở vùng đông bắc Bangkok Thái Lan, tại tỉnh Sayyabun, quyền giảng chữ lạc, đã xảy ra một vụ án ly kỳ khiến trưởng phòng cảnh sát quyền này vô phương giải quyết và phải trình báo lên tổng cảnh sát điều tra tỉnh để tiện định đoạt. Vụ án này có liên quan đến sự rắc rối của đời này và đời trước, mà sự thật rõ ràng quan trưởng cũng không thể quyết định. Nay đem việc này kể lại như sau. Việc là Nải Đình và Nương Thông, cư dân của huyện này, trú tại khu Tha Lan của huyện này, có con trai tên là Xuân, chỉ mới 3 tuổi. Cậu bé 3 tuổi đó một hôm bỗng nói với cha mẹ cậu: cha mẹ đời trước của con ở thôn Khoác Thân, xã La Hạn, tên cha là Nải Thị, tên mẹ là Nương Không. Trước đây con có con gà con và chiếc khăn lụa, xin dẫn con về lấy. Cha mẹ cậu cho rằng trẻ con học nói lung tung nên chẳng hề để ý. Không ngờ cậu ấy ngày nào cũng đòi đến thôn Khoác Thân để gặp cha mẹ đời trước và muốn tìm lại gà con và khăn lụa, thường luôn gào khóc. Nải Đình, Nương Thông rất thương con nên đành ôm con đến thôn Khoác Thân. Sau khi vào thôn này thì cậu bé này tự mình bước đi. Khi họ đến nhà của Nải Thị, Nương Không thì cậu bé này liền chạy như bay vào nhà tìm kiếm đồ chơi và tự mình nói chuyện, tìm kiếm gà con và khăn lụa. Bộ dạng của cậu giống như trước đây đã từng sống trong ngôi nhà này vậy. Chủ nhà lúc đó là Nải Thị đang làm việc ngoài đồng, không biết sự việc này. Hàng xóm nghe thấy giọng điệu của cậu bé này vô cùng kỳ lạ, đều kéo nhau đến xem. Không bao lâu, vợ chồng Nải Thị, Nương Không từ ruộng trở về. Họ bước vào nhà thì cậu bé này lập tức kêu lên: ba mẹ! Bộ dạng thật vô cùng mừng rỡ và hỏi khăn lụa gà con ở đâu. Nải Thị, Nương Không nghe hỏi rất cảm thấy kỳ lạ, bèn kể với Nải Đình, Nương Thông, cha mẹ hiện nay của cậu bé: vợ chồng tôi 8 năm trước có một cậu con trai tên là Ba Thực. Khi nuôi cậu đến 4 tuổi thì bị bệnh kiết lỵ mà qua đời. Lúc chôn cất không đem khăn lụa và gà con của cậu chôn theo, hiện vẫn ở trong rương. Nói xong liền đem khăn lụa này ra. Cậu bé vừa thấy liền giật ấy, bảo là vật của mình, bộ dạng rất vui mừng. Cậu bé này lại kể rõ về chuyện cũ của 8 năm trước đều hoàn toàn đúng, và kiên quyết muốn sống ở nhà cũ với Nại Thị và Nương Không, bởi vì hai người đều được cho rằng là cha mẹ như vậy. Nải Đình nhìn thấy con mình 3 năm nuôi dưỡng lại không nhận mình làm cha mẹ như thế, cảm thấy rất đau lòng, kiên quyết muốn bồng cậu về nhà. Chỉ riêng cậu bé khư khư không chịu trở về, vì cha mẹ đời trước và cha mẹ đời này của cậu bé đối với việc ấy không biết phải giải quyết như thế nào, bèn báo lên phòng cảnh sát. Cảnh sát trưởng cũng vô phương giải quyết, bèn trình lên cảnh sát điều tra tỉnh xin hướng giải quyết. Bởi vì tin tức như trên nên biết thuyết luân hồi chuyển kiếp của Phật giáo là chân thực không dối,
mà trong giáo lý của các tôn giáo khác hoàn toàn không có thuyết kiếp trước, chỉ có giáo lý Phật giáo thật sự là viên bản hơn những giáo lý khác. Cũng có thể thêm một minh chứng nữa, trong cuốn Tự nhiên và Con người kỳ thứ 5 năm 1988 do nhà bảo tàng Tự nhiên Thượng Hải xuất bản cũng đã đăng một sự việc như thế này: Thắng Ngũ Lang, một đứa trẻ kỳ lạ nữa. Một ngày trước sau tháng 11 năm 1882, tại một làng quê quận Đa Ma, nước Vũ Tạng, tức là vùng quê phía đông thành phố Bắc Dương Tử, tức thủ đô Tokyo ngày nay, Quệ Tử 14 tuổi và Thắng Vũ Lan, hàng xóm 8 tuổi, là con trai của nông dân đang chơi đùa. Bỗng nhiên Thắng Vũ Lan hỏi Quệ Tử: "Chị ơi, chị có biết trước khi ra đời em là con của nhà ai không?" "Em biết trước khi ra đời sao?" người chị tình cờ hỏi. "Em còn biết rất nhiều chuyện trước khi ra đời nữa kìa." "Em biết thật à?" Huệ Tử cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó Thắng Vũ Lan rốt cuộc kể ra, cậu ấy nguyên là con trai của cũ binh vệ tên là Đặng Tạng ở thôn Trình Hoa, ngày nay là thôn Trình Cũ Bảo, thành phố Nhật Giả, thủ đô Tokyo. Thắng Vũ Lan van xin Huệ Tử đừng đem chuyện này nói ra. Nhưng tin tức này cuối cùng đã truyền đến tai của bà nội và song thân của Thắng Vũ Lan. Chúng vì họ cho rằng Thắng Vũ Lan nói dớ dẫn, ép cậu phải nói tại sao lại nói như vậy. Rốt cuộc Thắng Vũ Lan đã kể ra sự thật: "Con giống dĩ là con trai của cũ binh vệ ở thôn Trình Cũ Bảo. Tên của mẹ là Chí Tân. Lúc con còn rất nhỏ thì cha đã qua đời. Sau đó mẹ lại được gả tiếp cho một người tên là Ban Tứ Lan. Dượng ấy vẫn rất yêu thương con. Khi con 4 tuổi thì bị bệnh mà chết. Thế là bèn đầu thai vào bụng mẹ hiện nay để ra đời. Dưới sự yêu cầu nhiều lần của Thắng Vũ Lan, vào ngày 20 tháng 1 năm sau, bà nội cậu dắt cậu đến thôn Trình Cũ Bảo. Vừa đến thôn này thì Thắng Vũ Lan giống như được trở về cố hương, bỏ bà nội lại phía sau, chạy thẳng đến nhà cũ của cậu. Sau đó bà nội cậu chứng kiến tất cả tình hình sự thật hoàn toàn giống như lời Thắng Vũ Lan nói. Hơn nữa mộ của Đặng Tạng vẫn còn nguyên vẹn chưa hề động đến. Tin tức kỳ đặc này truyền đi nhanh chóng, đã truyền đến tai của trưởng thôn đương thời. Trải qua nhiều lần thẩm tra, Thác Văn Nhân đã viết thực văn ký khai yếu, tái đảng kỳ đồng Thắng Vũ Lan tái sanh ký, biên tập vào trong Giáp Tý Dạ Thoại. Phật Pháp đã không phải mê tín mà cực kỳ khoa học. Vì thì trong Phật Pháp nói về nhân quả là chắc chắn không dối. Lục đạo luân hồi nhất định là có thật. Tiến sĩ Văn Ba Khắc, nhà tâm lý học của Mỹ nói, thông qua phương pháp thôi miên đặc thù, ước có khoảng 70% người có thể nhớ lại rõ ràng ký ức đời trước. Thậm chí có người có thể nhớ lại được hoàn cảnh của chính đời trước của mình. Khả Dược, nhà thiên văn học của Pháp nói, linh hồn là cái độc lập tách ra từ trong thể xác. Nó có cơ năng mà khoa học vô phương cảm nhận. Loại cơ năng này giống như trọng lực vậy. Tuy biết trọng lượng là do sức hấp dẫn tạo nên giữa trái đất và vật thể, nhưng không thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Hoạch Chứng, nhà tâm lý học Mỹ, xác nhận luân hồi tái sanh là sự thật. Tiến sĩ Sử Đế Giang Tôn là chủ nhiệm của khoa tâm lý và khoa thần kinh của Đại học Duy Kiết NEA. Có một lần, ông đến Ấn Độ, muốn làm một chuyến du lịch nghiên cứu trong 3 tuần. Đích thân ông phỏng vấn tại chỗ những người hiện tại còn có thể nhớ được cuộc sống đời trước của họ. Căn cứ tính toán sơ bộ trước mắt, trên thế giới đã biết chí ít có hơn 80 sự kiện này. Những em bé dưới 15 tuổi còn có thể nhớ lại cuộc sống đời trước của mình rõ ràng chi tiết. Ở vùng Mã Sách Lạp, Ấn Độ, một bé gái 3 tuổi vẫn có thể nhớ được tên cha mẹ đời trước cho đến tên của anh chị của mình. Bé có thể nói tiếng Anh, còn chữ Ấn Độ thì có thể đọc, có thể viết. Tiến sĩ Sử Đế Giang Tôn nói, trải qua 10 năm liên tục nghiên cứu loại sự kiện tái sanh này của ông, kết quả cho thấy thực sự có chứng cứ có thể chứng minh đạo lý tái sanh là có thật. Năm 1963, Ái Khắc Lý, nhà khoa học Anh, người vinh dự đoạt giải Nobel Y học, trong luận văn nhận thưởng của ông đã nói, giữa các tế bào thần kinh với nhau có sự kết nối vật chất vô hình, đây chính là sự cấu thành của linh hồn. Tước sĩ Ngải Khắc Lý nói, trong cơ thể người ẩn chứa một cái ngã, tư tưởng và sức hiểu biết phi vật chất. Nó đi vào đại não của cơ thể trong thời kỳ phôi thai hoặc lúc còn ấu thơ. Nó khống chế đại não giống như não người chỉ huy điện não. Linh hồn, trí tuệ, sức hiểu biết phi vật chất vô hình của con người đối với đại não thể xác cấu thành vật chất của nó, tạo nên sự thúc đẩy thực chất.
khiến tế bào thần kinh trong đại não làm việc. Loại thức ngã phi vật chất này, sau khi đại não cơ thể chết đi, nó vẫn tồn tại và vẫn có hình thái hoạt động của sự sống, có thể vĩnh sanh bất diệt. Nhà sinh lý học nổi tiếng tiến sĩ Tra Lý Sĩ, Tạ Linh Đốn của Đại học Ngu Tân cũng cho rằng, trong thể xác của con người có một cái tự ngã phi vật chất đang điều khiển đại não tiểu não. Học thuyết quan trọng của tiến sĩ Ngải Khắc Lý về sự tồn tại của linh hồn được kết luận từ thực nghiệm khoa học và thống kê do ông tiến hành. Ông ước tính bình quân mỗi người có khoảng 30.000 nhân tố di truyền. Những gen di truyền này vốn có năng lực tiềm ẩn, có thể sinh ra thêm 10.000 lũy thừa. Cách thức sắp xếp của tự ngã, cá tính đặc biệt của mỗi người là do sự tổ hợp của những gen ADN này di truyền tạo nên. Cái tự ngã đặc biệt của mỗi người đã đi vào thể xác, dạng di truyền trong thế giới vô số khác biệt. Lý luận của Ngải thì tuy đã phát hiện đặc tính của mỗi gen ADN di truyền của tế bào là do một loại năng lực vô hình liên kết và khống chế. Sự tổ hợp của những năng lực vô hình này chính là một thực lực hoặc linh hồn thống nhất. Nếu như cái hiểu của tôi về lý luận của Ngải thì không sai lầm, thì tôi nghĩ tôi có thể giải thích cho đoạn này. Một nhà khoa học nổi tiếng khác của Anh, tước sĩ Bách Pha, hoàn toàn đồng ý với lý luận của tước sĩ Ngải Khắc Lý. Điểm bất đồng duy nhất là linh hồn có thể vĩnh sanh bất diệt. Tước sĩ Bách Pha là một trong những khoa học gia kiệt xuất nhất của thế kỷ 20. Ông đã sáng tạo ra lý luận hệ thống biện chứng khoa học chính thống, đến nay vẫn được các nhà khoa học trên toàn thế giới áp dụng. Do thành tựu đặc thù này của ông nên được Nữ hoàng Anh sách phong tước vị. Hai nhà khoa học đã nhắc đến ở trên cũng vậy. Tiến sĩ Phan Phỉ Đặc, nhà sinh lý học thần kinh nổi tiếng của Canada, cũng cho rằng nhân loại hoàn toàn không phải chỉ có xác thân vật chất, tất yếu phải có thêm linh hồn phi vật chất vô hình. Tiến sĩ Mạch Giai cho rằng mối liên hệ giữa ý thức tự ngã và thể xác gần giống như mối quan hệ của phương trình toán học và công năng hoạt động của điện não. Ý thức tự ngã quyết định và điều khiển hành vi của đại não thể xác. Thức ngã làm chủ ý, muốn có tự do trong xác thân chủ thể mà nó gá vào. Và sau khi đại não chết đi, thức ngã vẫn có thể sinh tồn bất diệt. Đài truyền hình giáo dục khoa học Canada vào tối thứ Ba ngày 7 tháng 6 năm 1982 đã chiếu một bộ phim tài liệu khoa học, có một đoạn tình hình thực tế đáng nghiên cứu và suy nghĩ. Tôi thấy nội dung phim tài liệu như sau. Dưới kính hiển vi điện tử, một tế bào thần kinh đại não con người, trong thời gian 2 phút thiếu oxy, nó phóng ra mấy hạt phi vật chất như hình bọt khí và mất đi rất nhanh. Nhà khoa học giảng giải rằng loại bọt khí phi vật chất thần bí này vô cùng thần bí. Bất kỳ công cụ khoa học tinh vi nào cũng chứng tỏ nó là thể khí phi vật chất, mà trạng thái thể khí phi vật chất thì bất kỳ công cụ nào cũng vô phương khống chế, ngăn chặn và nắm bắt. Quang phổ phân tích chứng tỏ nó hoàn toàn không thuộc vào bất kỳ một loại phân tử thể khí nào của thế giới vật chất. Nó tuyệt nhiên không phải là một loại nguyên tố. Nhà khoa học các nước trên thế giới đến nay vẫn không thể giải thích và phân tích hiện tượng kỳ dị thần bí này. Trong phim ảnh, sợi thể khí nhỏ bé vừa có vừa không này nhìn thấy rất rõ ràng. Nó không màu, trong suốt, không hình dạng. Nhà khoa học đỉnh cao hiện đại cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại, nhà thiên văn vĩ đại, nhà vật lý vĩ đại, được sinh ra tại Á Châu vào 2.500 năm trước. Người học Phật hiện nay ngày càng nhiều, trình độ ngày càng cao. Giới giáo dục, giới y khoa, sinh viên, vân vân, giai cấp tri thức không ngừng hướng đến. Đại học Phúc Đán Thượng Hải có 170 vị giáo sư đang nghiên cứu Phật học. Tước sĩ Ước Hàng Ngải Khắc Lý, nhà khoa học Anh, do phát hiện và chứng thực linh thức của chúng sanh là bất diệt, đã nhận được giải thưởng Nobel Y học năm 1963. Cùng lúc tại Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, nhà khoa học toàn thế giới đồng ý biểu quyết thừa nhận có lục đạo luân hồi. Trong thư mục Đại toàn thế giới năm 1984 đến năm 1985, chuyên đề sách mới về con người có đời trước và đời sau có đến hơn 100 bản. Tiến sĩ Ôn Ba, nhà tâm lý học nổi tiếng toàn cầu, thông qua sự khảo sát kiểm chứng đối với hơn 2.000 người, chứng thực có lục đạo luân hồi. Đài truyền hình Canada đã phát sóng phỏng vấn tình hình thực tế ra toàn thế giới. Xem ra con người quả thật có đời sau. Lục đạo luân hồi là có thật. Đã như vậy thì nhân sinh quan của chúng ta cần phải mở rộng đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế giới quan của chúng ta cần phải mở rộng đến cả vũ trụ.
tầm nhìn của chúng ta không thể chỉ hạn cuộc. Chỗ con người chỉ có một đời, không gian sống chỉ có quả đất nhỏ bé này thôi. Cho nên một người thông minh không những phải sống vui vẻ hạnh phúc trong đời này, hơn nữa còn phải sáng tạo hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu cho đời đời kiếp kiếp. Một người nếu muốn sáng tạo hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu, so sánh đời sống của đời này với chỉ sống một đời, vẻ bề ngoài dường như hơi có chút thiệt thòi, khổ một chút, nhưng trên thực tế là rất an vui, là không thiệt thòi. Tại sao vậy? Giống như một học sinh năm thứ ba trung học, họ nỗ lực một năm này, mục đích là để thi đỗ đại học, giải quyết hạnh phúc của đời này. Thấy bề ngoài học sinh lớp 12 này rất khổ, thực ra trong nội tâm họ rất vui. Người học Phật chúng ta trong đời này hơi bị thiệt thòi khổ một chút là để giải quyết cái hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu đời đời kiếp kiếp. Thật xứng đáng. Như vậy đã sinh ra nhưng không học Phật, thấy người học Phật hơi bị khổ, thật đáng thương. Vì họ không nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc trong tương lai đích thực ở trong tâm người học Phật. Và người học Phật thấy người không học Phật cờ bạc rượu chè, ăn uống chơi bời, loại hạnh phúc và niềm vui ở bên ngoài này sẽ đem đến sự phiền não và đau khổ vô cùng cho bản thân trong đời này và muôn kiếp sau. Thật đáng thương thay. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, con người trong đời này việc gì là lớn nhất? Nên biết sinh tử là việc lớn. Chúng ta còn có mạng sống vĩnh cửu, sau khi chết đi, lựa chọn một nơi đến tốt đẹp trong vũ trụ là điều nên làm. Đây là sự lựa chọn thông minh. Sau khi xem xong phim tư liệu do những vị cư sĩ này gây lại, tôi đã có sự hiểu biết cơ bản về Phật Pháp. Tôi đây mới hiểu rõ tại sao những cư sĩ dùng phương pháp niệm Phật này để trị bệnh cho Lưu Chí Dân. Khi nhìn thấy lão nhân Lưu Chí Dân ngày càng suy yếu, tôi vẫn hơi thầm lo lắng. Ngộ nhỡ để ông ta chết đói, tình cảnh đó sẽ là khó mà sửa chữa. Cho dù học Phật là cao sâu và thần kỳ như thế nào, tôi chưa tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng. Vì vậy, vẫn phải tiếp tục quay lại trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Ngày 17 tháng 2 năm 2006, chính thức nhịn ăn ngày thứ 9. Hôm nay còn đứng dậy được không? Được, được. Đứng dậy được, trước tiên hãy ngồi lên thử. Trước tiên đừng đứng. Chứ ngồi lên trước tôi xem nào. Được, được, được. Có thể đứng lên được. Trước tiên đừng đứng lên. Tại sao bảo trước tiên không được đứng lên vậy? Choáng, dân, phòng ngừa chú bị choáng, dù một cái là té ngay. Chẳng may nếu chú té xuống gạch cửa, thế thì nguy lắm, đúng không? Dân, dân. Vì vậy bảo không được đứng lên, đúng không? Dân, dân. Ngồi dậy một lát rồi mới đứng lên. Thiếm Lưu, thiếm lên giường. Đi một chút cũng không sao. Thiếm Lưu, thiếm đứng qua bên này, đứng qua bên này. Chú Lưu, tôi thấy chú hôm nay 9 ngày, có hôn mê không? Lúc này không hôn mê. Không hôn mê, chú hãy nhảy thử cho mọi người và tôi xem nào. Đừng nhảy về phía trước. Được rồi, vậy là được rồi. Thầy xem tôi múa thế nào cũng được cả, bất kể múa thế nào cũng được. Vậy là được rồi, không sao, được rồi. Thôi thôi, nằm đi chú Lưu. Ây da, để tôi tự nhiên. Nhất định phải kiên trì tiếp. Dân, kiên trì tiếp là thắng lợi. Bây giờ là lúc đen tối nhất trước khi trời sáng. Sắp đến trước trời sáng rồi. Dân, bác 9 ngày rưỡi không ăn gì cả, không thể có sức tốt như vậy. 9 ngày rưỡi, dân. Nếu không nói cái sống Phật A-di-đà này là không thể nghĩ bàn. Giả dụ nếu không có niệm Phật A-di-đà cái sống này, thì có thể chú ấy chưa chắc được như vậy. 24 giờ không hề gián đoạn sao? Không hề. Suốt 24 giờ. Anh nói là niệm Phật A-di-đà à? Dần dần, trừ khi giống như lúc nói chuyện thế này thì gián đoạn, không nói chuyện thì không gián đoạn. Chúng tôi đã tiếp nhận rồi, thì chúng tôi dùng cái tâm chân thành này để giúp đỡ chú ấy. Nhưng nếu một khi bị thất bại, thì tâm lực của chúng tôi cũng đã hết rồi. Nhưng tôi vẫn tin vào chính mình, nó không thể thất bại. Tại sao vậy? Vì trước đây đã có trường hợp như vậy. Hơn nữa bản thân tôi cũng đã từng nhìn ăn niệm Phật rồi. Sở dĩ tôi có sự cảm nhận của tự thân, cho nên trong lòng tôi nắm chắc là không thể thất bại. Cho dù Đồng Ái Quốc nhiều lần nhấn mạnh không thể thất bại, nhưng tôi vẫn vô cùng căng thẳng. Ngày mai là ngày thứ 10 rồi.
Theo tôi thấy, những người này rõ ràng là đang đi trên lưỡi dao. Nỗi sợ hãi khủng khiếp chợt trào dâng trong lòng tôi. Thật sự, khi xảy ra án mạng thì đạo diễn phim tài liệu như tôi đây cũng bị liên lụy. Tôi muốn ngăn cản sự việc này. Hãy để cho Lưu Chí Dân ăn cơm đi. Chú cảm thấy bệnh tình của chú hồi phục như thế nào rồi? Bệnh tình thấy không còn đau nữa. Hết đau rồi sao? Dần. Điểm đó cũng hết đau rồi. Bây giờ chú có dám hít thở sâu không? Dám hít thở sâu rồi. Lúc mới bắt đầu không dám hít thở sâu đúng không? Không dám hít thở sâu. Bây giờ thì dám rồi. Giống dĩ vừa hít thở sâu là đau. Dần, đau liền. Bây giờ dám hít thở sâu. Ừ, bây giờ dám rồi. Bà con trong thôn lại tự phát đến niệm Phật. Họ cũng đã quan tâm đối với bệnh tình của Lưu Chí Dân đến 10 ngày rồi. Ung thư phổi của Lưu Chí Dân thông qua phương pháp điều trị đặc kỳ này sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Tất cả điều này vẫn còn mờ mịt. A-di-đà Phật. Phật Pháp là gì? Phật Pháp là giúp cho chúng ta đạt được cái nguyện vọng nào đó. Phương pháp của nó, cái này bà con có hiểu không? Hiểu. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Cầu trường thọ được trường thọ, cầu giàu có được giàu có, cầu thăng quan được thăng quan, cầu phát tài được phát tài, cầu sức khỏe được sức khỏe. Điều này bà con có muốn không? Muốn. Nếu muốn, để đạt được những nguyện vọng này, phương pháp của nó ở đâu vậy? Là ở trong Phật học. Cho nên nói Phật Pháp hoàn toàn không phải mê tín. Nó là một loại phương pháp dạy học, tức là phương pháp giúp chúng ta đạt được những nguyện vọng này. Cho nên nếu bà con muốn có những điều này thì cần phải tiếp xúc Phật Pháp. Thí dụ giống như làm đậu hũ vậy. Chúng ta để làm được đậu hũ, thí dụ hàng ngày chúng ta thắp nhang giấy lạy trước Phật Bồ Tát, thế có được không? Là không thể giấy lạy ra được đậu hũ, đúng không nào? Cho nên nếu chúng ta muốn làm được đậu hũ thì cần phải tìm ra phương pháp làm đậu hũ. Chúng ta dựa theo phương pháp này mà làm thì mới có thể làm được đậu hũ, có đúng không? Cùng một đạo lý, nếu chúng ta muốn đạt được nguyện vọng nào đó của mình, trong đây phải có phương pháp. Chúng ta làm theo phương pháp này thì nguyện vọng này của chúng ta sẽ đạt được thôi. Thí dụ như chúng ta muốn cầu trường thọ, vậy thì phải làm bố thí vô úy. Muốn cầu phát tài thì phải làm bố thí tài. Muốn cầu thông minh trí tuệ thì phải làm pháp bố thí. Pháp bố thí là gì vậy? Là thí dụ chúng ta biết làm đậu hũ, họ không biết làm đậu hũ, chúng ta đem phương pháp này dạy cho họ, đây gọi là bố thí pháp. Ta biết làm nông, họ không biết làm nông, chúng ta đem phương pháp này dạy cho họ, đây gọi là bố thí pháp. Thí dụ người khác bị bệnh, căn bệnh này chúng ta biết cách trị, người ta không biết, chúng ta đem cách trị này dạy cho người ta, đây đều thuộc về bố thí pháp. Cho nên trong Phật Pháp, những cái này đều có phương pháp cả. Cho nên nói Phật Pháp tuyệt đối không phải mê tín, nó là cực kỳ khoa học. Điều này bà con nghe hiểu không? Hiểu rồi. Vì vậy hôm nay bệnh nhân Lưu Chí Dân này, chúng ta là vì muốn giúp chú ấy đạt được cái tâm nguyện cầu trường thọ, cầu khỏe mạnh này. Cho nên anh thấy chúng tôi không phải suốt ngày thắp nhang cầu khấn trước Phật Bồ Tát mà được. Trong đây là có phương pháp cực kỳ khoa học. Cho nên chúng tôi hướng dẫn phương pháp này, gọi là liệu pháp sống tâm, uống nước nhịn ăn niệm A-di-đà Phật. Cái này có tính khoa học của nó. Bệnh nhân Lưu Chí Dân đã 10 ngày không ăn gì rồi. Một lát sau tôi gọi chú ấy ra, bà con chúng ta xem thử chú ấy 10 ngày không ăn sẽ như thế nào. Bà con có muốn xem không? Muốn. Được. Vậy hãy đợi một chút, tôi đi gọi chú ấy ra đây. Ồ, bà con đông như vậy à? Bà con đông như vậy đến chờ niệm Phật hiệu cho tôi. Vì tôi mà tu hành, tôi thật sự xúc động vô cùng, vô cùng cảm tạ. Tôi ngàn vạn lần cảm tạ cũng không sao đền đáp nổi. Nhiều người như vậy vì tôi mà đến tu hành. Tôi cũng xin báo với bà con, tôi nhịn ăn đến hôm nay là 10 ngày rồi. Tôi vẫn có thể đi, thậm chí tôi vẫn có thể nhảy. Tại sao tôi có sức mạnh lớn như vậy? Đây là Phật Pháp đã kích thích tôi và công lao của bà con. Phật A-di-đà đã kích thích tôi. Phật A-di-đà đây cũng là một loại sóng điện từ của Phật Pháp đã kích thích tôi, khiến tôi vượt qua cái kiếp nạn nhịn ăn này. Bệnh tình tôi khỏe nhiều rồi. Tôi cũng biết đây là kiếp nạn lớn nhất của đời tôi. Đã uống liên tục không biết bao nhiêu là thuốc.
trong một năm này, xin thưa với bà con, đã đổ vào trong thân của tôi hơn 1 vạn đồng rồi. Trong một đêm khạc một cái là thổ huyết ra cả nhà, đã thổ 3 lần, khiến bà nhà tôi sợ phát khiếp. Trở về mua thuốc tại nhà, người nhà tôi đến Quách Trường Tử mua thuốc, mua không biết bao nhiêu lần, sau đó còn lác đác nữa. Sau đó tôi đã ăn cơm, hơi có sức rồi, ở trong đây của tôi hóa giải được cái này thì ho ra được, tôi sẽ khỏe thôi. Tôi trong những ngày này chẳng uống một viên thuốc nào cả. Anh không thấy trong một năm này tôi đã tốn hơn 1 vạn đồng rồi. Mấy ngày nay tôi không uống một viên thuốc nào cả, tôi cũng không ăn, tôi cảm thấy rất khỏe. Do đó tiện thể đây, tôi xin cảm ơn nhà Phật, cảm tạ nhà Phật dùng tấm lòng từ bi cứu khổ cứu nạn cho tôi, bà con trợ sức cho tôi, chúc thọ cho tôi. Trong lòng tôi vạn phần cảm kích. Có thể xem thấy tình trạng sức khỏe của Lô Chí Dân vẫn rất tốt. Chúng tôi cho rằng phương pháp trị liệu uống nước nhịn ăn niệm Phật vẫn có thể tiếp tục được. Nhưng Đồng Ái Quốc bỗng nhiên tuyên bố nhịn ăn đến 11 ngày sẽ cho Lô Chí Dân ăn lại, thì chúng tôi lại mờ mịt không hiểu. Thực ra chúng tôi hoàn toàn không phải làm bừa. Chúng tôi từ đầu đến cuối là dựa theo bộ Triêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh này. Thông qua kết quả gieo quẻ địa tạng, chúng tôi quyết định tiến hành điều trị như thế nào. Khi đến ngày thứ 11, chúng tôi đã gieo quẻ địa tạng, kết quả là hữu sở cầu đắc như ý. Vì vậy chúng tôi quyết định vào ngày thứ 11 cho Lưu Chí Dân ăn lại. Gieo quẻ địa tạng với cầu tiên chim bốc vấn chẳng phải là giống nhau hay sao? Cái này khác nhau. Sở dĩ Phật sợ chúng sanh thời kỳ mạt pháp chúng ta đi theo những loại như đoán mệnh, xem tướng, xin xăm, xem bói, xem vận mệnh, cái đó thuộc vào 5 loại tà mạng. Cái này chúng ta làm đệ tử Phật chánh tín là không được làm. Vì vậy Phật đã nói ra bộ kinh này để Bồ Tát Địa Tạng nói ra bộ kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo này, là nhằm tránh cho chúng sanh thời kỳ mạt pháp chúng ta đi xem những cái đó, để Phật giáo độ thời kỳ mạt pháp chúng ta sinh khởi chánh tín. Căn cứ vào luận tướng này, các anh có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Đương nhiên là hoàn toàn tin tưởng, vì đây là kinh điển do Phật nói. Chỉ cần cách làm của chúng ta không sai thì chắc chắn thành công. Từ đầu đến cuối đều là dựa theo cái luân tướng này mà ra phải không? Dân, chúng tôi từ đầu đến cuối đều là làm theo cái luân tướng này. Thảo nào các anh lúc mới bắt đầu đã có chủ định sẵn như vậy, đúng không? Sở dĩ nói có chủ định sẵn là vì chúng tôi đã gieo luân tướng. Mới bắt đầu, anh xem, lúc trị bệnh cho bệnh nhân Lưu Chí Dân đã gieo luân địa tạng. Kết quả của luân địa tạng là như thế này. Hỏi, để hộ trì chánh pháp, để hoàng dương chánh pháp, bệnh của cụ Lưu, người Mã Trường Tử Hà Nam, nếu dùng liệu pháp nhịn ăn niệm Phật, uống nước thì kết quả như thế nào? Luân tướng báo, quan sở hoạn. Sau đó tôi lại hỏi, để hộ trì chánh pháp và hoàng dương chánh pháp, bệnh của cụ Lưu ở Mã Trượng Tử Hà Nam, nếu không dùng liệu pháp nhịn ăn niệm Phật uống nước của nhà Phật thì kết quả thế nào? Luân tướng báo rằng quán sở hoạn nan liệu trị. Chú Lưu, hiện nay chú cảm thấy như thế nào? Rất tốt, rất tốt à. Đã khỏi hẳn rồi. Hôm nay đây là ngày thứ 11 không ăn cơm rồi, đúng không? Ừ, ngày thứ 11, dân, chẳng có chuyện gì cả. Để một lát nữa thôi, sẽ cho chú ăn cháo loãng. Ừ, lát nữa ăn vậy. Thực ra, chính thức nhịn ăn là 10 ngày 21 giờ. Khoảng đó đúng không? Khoảng đó. Chú Lưu, hiện nay chú vẫn có thể đứng lên được không? Được chứ. Chú từ từ đứng lên đi một chút để tôi xem thử có được không? Được. Lưu Vĩnh Quý lại đây, anh nhịn một chút. Đi đứng thế nào tôi cũng chẳng sao cả. Chậm một chút, không sao. Chú cảm thấy như thế nào? Bình thường thôi. Có hôn mê không? Không. Còn nhảy được? Không nên nhảy, không sao. Vẫn còn khỏe ghê đấy. Anh thấy sắc mặt rất bình thường, không có việc gì, sắc mặt rất tốt. Tôi nghe họ nói, thím Lưu nói, tóc của chú đang trở lại. Là có chuyện như vậy à? Tôi cũng không thấy nữa. Tôi xem thử phía sau gáy của chú nào. Phía sau gáy đang trở lại rồi. Chú hãy đợi tôi xem thử nào. Giống dĩ đội nón nên cái dòng này đều bạc cả, bây giờ đều đen cả. Chú hãy ngồi xuống đi. Tôi thấy tóc đen cả là đen cả. Chú có biết mình bị bệnh gì không? Tôi biết. Bệnh gì vậy? Bản thân tôi bị ung thư phổi thể trung ương, viêm khí quản thể tắc nghẽn mà.
Chú biết chú bị ung thư phổi. Vâng, tôi cũng đã xem phim rồi, nhìn thấy phim rồi đúng không? Cho nên ung thư chú biết đó là bệnh không dễ trị. Tôi biết chứ. Nếu không như thế tôi khóc làm gì? Khóc nữa à? Sau này sau khi ăn cơm phải có một điều kiên cử. Điều kiên cử này sau khi tôi nói rồi, bảo làm thì chú làm, bảo không được làm thì chú đừng làm. Tức là chú muốn tuổi thọ kéo dài thì chú làm. Nếu chú muốn mình nhanh chóng vừa phải chịu tội vừa phải bị bệnh, tuổi thọ ngắn thì chú cũng có thể không làm. Điều thứ nhất này là không được sát sanh, chú làm được không? Dân, không sát sanh cái này tôi biết. Dân, tất cả hậu quả này tôi cũng biết. Chú biết tại sao không sát sanh không? Người ta không giết bạn, bạn giết người ta. Khi trong tâm chú sinh ra một loại sống muốn giết mạng sống của người khác, thì loại sống này sẽ làm giảm bớt đi mạng sống của chính mình. Dân, chú hiểu không? Hiểu rồi. Cho nên bảo không nên đem tuổi thọ của chúng ta giảm bớt. Dân, điều thứ hai là không hút thuốc, không uống rượu. Dần, tức là không hút thuốc, không uống rượu. Điều này làm được không? Làm được. Điều thứ ba là ăn chay. Ăn chay, dần. Chú biết tại sao phải ăn chay không? Ăn chay là không ăn thịt. Không được ăn thịt chứ gì? Vì chú ăn những loại thịt này, ở trong những loại thịt này, trong nó có chất kích thích, là nhân tố của tế bào ung thư trong cơ thể chúng ta. Chú hiểu không chú luôn? Cái này biết rồi. Điều thứ tư là điều quan trọng nhất, bảo với chú. Tại sao tôi đem điều quan trọng nhất này đặt ở vị trí thứ tư vậy? Vị tư giống như tử đúng không? Dân, đúng. Cho nên tôi đem điều quan trọng nhất để ở thứ tư. Điều thứ tư là tuyệt đối không được sống đời sống vợ chồng nữa. Dân, chú hiểu không? Ừ. Người xưa nói sắc dục rất bệnh, đoạn dục là thuốc. Vì vậy, nói một nhân tố quan trọng khác kích hoạt tế bào ung thư chính là điều này. Dân, vì chú thấy trị khỏi bệnh này của chú, điểm tựa lớn nhất là gì vậy? Là dựa vào loại sống từ A Di Đà Phật này hỗ trợ tiếp cho nguyên khí của mình, hai lực cùng hòa hợp, đúng không? Khi chú có đời sống vợ chồng thì sẽ tổn thương nguyên khí của chú. Sau khi nguyên khí của chú tổn thương thì sức mạnh của A Di Đà Phật sẽ gia trì không đến chú nữa. Dần, chú hiểu đạo lý này chưa? Hiểu. Giả dụ nếu chú không làm được những điều này, chú sẽ sinh ra bực bội và cảm giác không vui. Làm thế nào mới có thể thoát khỏi trạng thái này vậy? Là chú cần nên cố gắng học Phật Pháp. Điều này là vô cùng lợi ích cho chú. Dân, nó sẽ khiến cho chú sống trong không gian vui sướng khác. Nó sẽ thay thế cho niềm vui này. Chú hiểu không chú luôn? Hiểu, hiểu. Tức là niềm vui đó phải gấp trăm ngàn vạn lần nếu so với niềm vui này. Cầm muỗng, nóng quá đúng không? Dân, đưa muỗng cho chú ấy đi. Cầm muỗng húp từ từ. Nấu nóng như vậy làm gì? Tôi không biết khi nào mới ăn mà. Húp từ từ. Ngày 11 tháng 2 năm 2006, phương pháp điều trị bằng nhịn ăn uống nước niệm Phật đối với Lục Chí Dân coi như đã kết thúc. Lục Chí Dân đã nhịn ăn hơn 10 ngày mà thần thái vẫn quắc thước. Mọi người trong ống kính cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Trải qua lần điều trị này, không chỉ tôi cảm thấy thần kỳ, mà ngay cả những cư sĩ cũng đến trợ niệm cũng cảm thấy không thể nghĩ bàn. Tôi từ đầu đến cuối là theo phân tích trợ niệm và quan sát việc này, tận mắt nhìn thấy sự thật này, cảm thấy rằng một câu thánh hiệu A Di Đà Phật thật là không thể nghĩ bàn. Thảo nào trong Phật pháp thường nói A Di Đà Phật là thuốc A Già Đà, không có bệnh nào mà trị không khỏi. Ký giả tin tức ở đây, lúc làm lễ ăn mừng còn muốn phỏng vấn tôi. Trong tôi tâm trạng vui mừng của một người hoàn toàn khỏe mạnh. Hai tay tôi hoan nghênh các bạn đến. Ngày 21 tháng 4 năm 2006, lần thứ hai đến Thừa Đức.
阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。Hiện giờ tôi khỏe như thế này rồi, từ già tôi có thể đi đến đây mà chẳng sao cả. Bây giờ còn có chút hơi khó chịu mà thôi, tôi điều dưỡng thêm một chút thì không hề gì, đã kiểm tra lại rồi. Ngày 4 tháng 4 năm 2006, đi kiểm tra tại bệnh viện chi nhánh của Viện Y học Thừa Đức. Chú Lưu, chú nói chúng ta đi bệnh viện chi nhánh kiểm tra hay là đi bệnh viện huyện kiểm tra đi? Bác sĩ đã cầm phim CT đó rồi. Vâng. Họ cảm thấy như thế nào? Khi họ cầm phim CT đó, lúc mới đầu họ vừa nhìn thấy tấm phim này thì dường như họ giống dĩ đã quen rồi, cho nên họ lấy tấm phim đó ra, đem ra vừa nhìn thì họ vô cùng kinh ngạc, là không biết trước đây chẩn đoán sai hay sao mà bệnh nhân khỏe nhanh như vậy. Họ không ngờ bệnh nhân hồi phục nhanh như vậy. Theo như họ nói là phải chuyển biến xấu hoặc là vô cùng nặng nề. Dù rằng có dùng những loại thuốc hiện đại đi nữa cũng không thể điều trị đạt được mức độ nhanh như thế này. Đây là tưởng tượng của họ. Cho nên mấy bác sĩ đã hội chẩn với nhau hồi lâu, cuối cùng nói với chú luôn. Họ nói hy vọng rất mong manh, chỉ có thể nói là nghi ngờ chú ấy bị ung thư, là sự nghi ngờ vô cùng nhỏ, tức là nghi ngờ rất nhỏ thôi. Những bệnh khác có khỏi không? Huyết áp của chú ấy trước đây là 200/120, lần này đo là 110/70 là rất bình thường. Đây là hết cao huyết áp rồi. Sau đó chú còn có sơ cứng động mạch não, kiểm tra huyết lưu đầu não cho chú thì sơ cứng động mạch não cũng hết luôn. Gan nhiễm mỡ thì gan nhiễm mỡ có thể vì chú ấy sợ tốn tiền nên chưa làm. Tôi bảo chú ấy làm, có thể là chưa làm. Tức là nhìn toàn bộ kết quả mà nói thì bệnh của Lưu Chí Dân hồi phục hoàn toàn, khiến mọi người không ngờ đến, có đúng không? Tức là hồi phục khiến bác sĩ cũng thấy rất phi thường. Tuy như vậy nhưng tôi thấy bệnh của chú ấy chưa hoàn toàn tuyệt gốc, nhưng trên lâm sàng vậy là rất tốt rồi. Nhưng trong tình huống này, nếu như sau này chú ấy có thể tịnh tâm được, siêng năng niệm Phật, có thể diệt trừ tham sân si của mình, phát triển theo hướng này thì bệnh này của chú ấy mới có thể dần dần chuyển biến tốt hơn. Nhưng nếu chú ấy không kiên cử, ví dụ là ưa giận dữ, tâm tham nặng và những thứ khác, nếu như phát triển theo hướng như vậy thì bệnh của chú ấy cũng có khả năng chuyển biến xấu. Ngày 22 tháng 4 năm 2006, sự việc Lưu Chí Dân niệm Phật trị ung thư đã gây nên sự chú ý trong giới Phật giáo. Ngày 22 tháng 4 năm 2006, đã kiểm tra sự thực hư của sự việc, bà Lăng Tử, nguyên hội trưởng cơ kiêm hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, đích thân từ Bắc Kinh đến viếng thăm Lưu Chí Dân. Chắc là tuổi anh không lớn hơn tôi. Chị bao nhiêu tuổi? Tôi 66 tuổi. Tôi cũng 66 tuổi, là cùng sinh năm 41, đúng không? Anh sinh tháng mấy? Tôi sinh tháng 9, ngày 19 tháng 9. Vẫn lớn hơn anh một chút. Tức là ngày Bồ Tát Quan Thế Âm xuất gia, ngày 19 tháng 9. Xin mời vào nhà. Được, vì đây là thầy của chúng tôi, Pháp Sư Tịnh Không. Thầy chọn cho chúng tôi là chọn từ trong Kinh Thánh đấy, chính là Cơ Đốc giáo. Thiên Chúa giáo không phải là có Kinh Thánh sao? Trong Kinh Thánh chọn ra cái này, tức là thế giới cảm ơn, sống trong thế giới biết ơn, tặng cho anh. Đây là Lão Hòa Thượng, đây chính là Tịnh Không Pháp Sư. Ngài là thầy, thầy dạy chúng tôi làm như vậy, đẹp không? Tôi cũng cảm kích vị thầy này. Ồ, tốt. Mọi người đều hướng thiện thì toàn bộ thôn trang này sẽ trở thành một thôn trang hài hòa, vừa hưởng ứng lời kêu gọi của đảng, vừa thay đổi phong khí của người dân trong thôn này của chúng ta. Dần. Anh đến làm việc này, anh có năng lực này. Được, là giống như một gia đình lớn này vậy. Dần. Giúp đỡ lẫn nhau, điều này tôi cảm thấy tôi làm được. Anh làm được tổ chức mọi người lại để nghe giảng, giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, giải quyết những việc không hiếu thuận giữa lứa tuổi thanh niên và người trong nhà. Phải làm tốt những việc này. Mấy em nhỏ đi học nếu như có khó khăn gì thì nghĩ cách giúp cho chúng. Tổ chức lại gia đình anh tốt để họ đến nhà anh học tập tại đây, dần. Là đem những việc này tổ chức lại, sau đó nói rõ ràng với họ cái đạo lý này để mọi người làm, thì cái tâm này của anh cũng bằng với đang niệm Phật rồi, giống như thái độ chịu trách nhiệm đối với quảng đại Phật giáo đồ.
Bà Lăng Tự hy vọng chúng tôi tiếp tục quan sát sự phát triển bệnh tình của Lưu Chí Dân, không nên đưa tin tuyên truyền mù quáng. Nếu như Lưu Chí Dân quả thật có thể sống khỏe mạnh trong vòng một năm, thì như vậy có thể công khai ra xã hội đại chúng. Tháng 9 năm 2007, sự việc đã qua thời gian một năm rưỡi rồi. Chúng tôi lại một lần nữa đến nhà Lưu Chí Dân. Chú Lưu ơi! Chú Lưu! Chào ôi, đẹp lão quá. Vào nhà đi, xin mời chào. Tinh thần của chú hiện giờ tốt hơn nhiều rồi. Cơ thể lại gầy nhiều rồi. Ừ, mỗi ngày tôi phải niệm Phật, tôi phải lại Phật. Nói thật là tôi đạt được hiệu quả và lợi ích, đạt được lợi ích thực tế rồi. Đây là việc thực tế. Nói thật sự, bệnh của tôi tốt đến mức này không chết. Người ta 5 tháng cũng ung thư phổi như tôi, họ đều chết cả. Tôi nào là xẹp phổi, nào là viêm khí quản tắc nghẽn. Bệnh đó của họ nặng bằng chú không? Tôi gấp rưỡi. Tôi nặng gấp rưỡi họ. Chú nặng hơn họ gấp rưỡi à? Dần. Theo như bệnh án nói thì tôi nặng gấp rưỡi họ. Cháu mấy tháng rồi? Cháu tôi đây được 5 tháng, vừa tròn 5 tháng. Nếu chết đầu năm thì không được thấy rồi. Năm nay tôi thấy được cháu tôi rồi. Chú còn lâu mà. Chỉ cần thọ mạng chưa hết, bị bệnh nữa cũng không chết. Sự việc chính là như vậy. Thọ mạng hết rồi thì không bệnh cũng phải chết. Việc tưới nước trong giường tôi vẫn làm được đấy. Chú có dùng sức không? Không dùng sức. Anh xem. Ký giả Lưu, hai chúng ta thử kéo tay. Xem anh kéo hơn tôi hay tôi kéo hơn anh đây. Chú kéo với thầy Đồng đi. Kéo với chú ấy, thử kéo xem. Cố lên, cố lên, cố lên. Còn phải phát tâm gì nữa không? Bản thân chú đời này cũng cần giảng sanh về thế giới cực lạc. Lúc còn sống niệm Phật, đến khi lâm chung thì niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc. Thế thì tốt lắm. Tình trạng của Lưu Chí Dân vô cùng khỏe mạnh. Bản thân ông cũng chính thức trở thành tín đồ Phật giáo. Ngày 22 tháng 6 năm 2007, ông đã chính thức quy y cửa Phật. Mỗi ngày ở nhà niệm Phật tu hành. Mỗi ngày tôi đều lại Phật. Tôi còn niệm Phật. Niệm Phật có khi sáng cũng niệm, có khi tối cũng niệm, có khi tỉnh giấc nửa đêm khoảng 3 giờ sáng bắt đầu niệm. Hiện nay cũng học Phật. Có ấn tượng lớn đối với Phật. Đạo Phật này đích thực thấy thực tế, thấy có lợi ích. Trước đây đều chỉ nghe nói. Có ai nhìn thấy Phật đâu? Bạn nói ai nhìn thấy Phật nào? Bạn gọi Phật đến cho tôi xem thử đi. Ai cũng chưa thấy là như vậy đúng không? Hiện nay thông qua phương pháp này, điều trị kiểu nhà Phật, liệu pháp nhịn ăn uống nước niệm Phật này trị khỏi bệnh này của tôi. Vì bạn nói ai mà không tin chứ? Thực tiễn này sinh ra nhận thức đúng. Đây là việc thực tiễn, đây không phải bình thường. Nói bạn chỉ nói dối thì thực tiễn này của tôi đã chứng minh rồi. Người chắc chắn chết mà sống được. Người dân trong thôn này họ thấy như thế nào đối với việc này? Quần chúng cũng đều có cảm tình lớn đối với Phật pháp. Có rất nhiều người niệm Phật rồi. Không ăn chay thực ra cũng niệm Phật rồi. Thông qua lần điều trị này, cô cũng đã tham gia từ đầu đến cuối. Dân, cô thấy giữa Phật pháp và khoa học có mâu thuẫn hay không? Không mâu thuẫn. Đây chính là Phật pháp rèn luyện tâm trí của mình. Rèn luyện tâm này tốt rồi, thêm sự gia trì của Phật lực thì bệnh này sẽ khỏi thôi. Cả nhà chị hiện nay đều học Phật phải không? Dân. Đều đang học Phật. Dân. Đều ăn chay phải không? Hiện nay, dân, đều ăn chay. Nếu như người trên khắp thế giới của chúng ta đây, người cả nước Trung Quốc đều tin Phật, vậy thì sẽ như thế nào? Thì đất nước chúng ta càng đẹp hơn, bình an vô sự càng đẹp hơn thôi. Việc trị bệnh cho Lưu Chí Dân, đây chỉ là lợi ích nhỏ cho chúng sanh. Thực ra thì, còn có cái lợi ích khác nữa. Thí dụ, trên cái thế giới này, bất kể là người giàu có hay bần cùng, người làm quan hay người không làm quan,
anh thấy họ đang sống trên cái thế giới này đều có đủ thứ phiền não. Kinh tế của họ càng phát triển, tức là tiền của họ càng nhiều, quyền lực càng lớn, cũng không thể diệt trừ loại phiền não này. Và loại phiền não này là vô phương giải quyết. Thực ra cái này trong Phật Pháp là hoàn toàn dễ giải quyết. Đây là lợi ích có được trong đời người chúng ta, nhưng đây vẫn là lợi ích nhỏ. Thực ra lợi ích lớn hơn là có thể giải quyết việc luân hồi sinh tử của chúng ta, cũng tức là có thể giải quyết vấn đề đại sự sinh tử của chúng ta, tương lai được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc thì một đời thành Phật, tương lai trở lại rộng độ chúng sanh. Đây mới là lợi ích chân thật của họ. Nên biết mỗi người chúng ta đều đối diện với cái chết, cho nên chúng ta vừa sanh ra đời là đã mang án tử hình, chỉ là thời gian thi hành án kéo dài mà thôi. Dùng vũ trụ quan chính xác mà nhìn thì trái đất chúng ta đang sống đây giống như một nhà tù lớn. Mà trong vũ trụ còn có thế giới vui sướng nhất, đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người đến nơi đó không già, không bệnh, không chết, không có khổ, chỉ có vui. Đầy đủ 6 loại thần thông, muốn mặc được mặc, muốn ăn được ăn. Không gian sống có thể dạo khắp toàn bộ vũ trụ. Giả lại, một đời có thể thành Phật, cũng tức là trở thành người có trí tuệ nhất. Nơi như vậy, ai mà không muốn đi chứ? Ở thế gian này của chúng ta, có tiền, có quyền lực đi nữa, cũng không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử và sự dây dò của biết bao phiền não và khổ đau. Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Phật Thuyết Thí Dụ, có một đoạn thí dụ nổi tiếng khai thị cho chúng ta đời người rốt cuộc là gì. Cái thí dụ này như vậy: vào một buổi chiều thu vắng lặng, trong cánh đồng hoang rộng lớn vô tận, có một vị lữ khách đang khập khểnh đi trên đường. Bỗng nhiên, lữ khách thấy trên đường trời nhá nhem tối, có rải rác những đống gì đó trắng trắng. Cố gắng nhìn kỹ thì hóa ra là xương người. Khi lữ khách đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nghe tiếng gào thét thất kinh từ phía trước truyền đến, cùng theo đó là một con hổ lớn đuổi theo. Nhìn thấy con hổ này, lữ khách lập tức hiểu ngay nguyên nhân của xương, lập tức quay đầu dắt chân lên cổ tìm đường chạy trốn. Nhưng hiển nhiên là đã bị lạc đường. Lữ khách không ngờ đã chạy đến đỉnh một bờ vực. Trong lúc cùng đường như vậy, may mà ở trên bờ vực có một cây tùng, và thấy trên nhánh cây rủ xuống một sợi dây. Thế là lữ khách không hề do dự, liền bám vào sợi dây để xuống. Có thể nói là thập tử nhất sinh. Xong, con hổ này khó khăn lắm lại để miếng mồi sắp vào miệng này trốn thoát. Có thể tưởng tượng nó bực tức như thế nào, đành ở trên bờ vực điên tiết. Thật cảm ơn, may mà có sự che chở của sợi dây, cuối cùng đã cứu được mạng sống quý báu. Lữ khách tạm thời được an tâm. Nhưng khi anh ta vừa nhìn xuống dưới chân mình, bỗng thét lên một tiếng, thì ra dưới chân lại là biển sâu cuồn cuộn sóng. Sóng dữ đang sủng sôi. Hơn nữa, trong làn sóng kia còn có 3 con độc long đang há miệng lớn chờ anh ta rơi xuống. Lữ khách chợt toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng đáng sợ hơn là sợi dây điểm tựa của sự sống kia ngay đầu bám vào thân cây đã xuất hiện 2 con chuột trắng và đen, đang bắt đầu thay nhau gặm sợi dây. Lữ khách dốc sức rắc sợi dây để đuổi chuột đi, nhưng chuột trơ trơ không hề rời bỏ sợi dây. Hơn nữa, khi mỗi lần lắc sợi dây thì có giọt nước từ trên cây rơi xuống. Đây là giọt mật đã rơi xuống từ trong tổ ong mật xây trên cành cây. Lữ khách vì mật ong quá ngọt đã quên mất mình hiện đang rơi vào tình trạng sợ chết muôn vàn nguy hiểm, đã hoàn toàn bị vị mật ngọt kia quyến rũ. Thế Tôn khai thị hình ảnh lữ khách ngu muội này chính là chỉ thực tướng nhân sinh của tất cả nhân loại. Như thế, đoạn thí dụ này có nghĩa là gì vậy? Hổ là đại biểu cho sinh tử vô thường, cây tùng là đại biểu cho tiền tài, danh dự, địa vị, chuột đen trắng là đại biểu cho ngày và đêm, sợi dây là đại biểu cho thọ mạng dài ngắn của đời người, lữ khách đại biểu cho chính chúng ta, 3 con độc long là đại biểu cho tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng ta, dẫn chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Biển là đại biểu cho biển khổ lục đạo luân hồi.
Giọt mật đại biểu cho hưởng thụ ngũ dục thế gian. Nghe thí dụ của Phật mới hiểu được tình cảnh của mỗi người chúng ta là thế nào. Chỉ có học Phật cầu sanh thế giới cực lạc là lối thoát duy nhất của chúng ta. Vậy thì người nào có thể học Phật vậy? Chúng ta thử xem, người nào uống nước có thể hết khát không? Bất kể nam nữ già trẻ, người giàu người nghèo, người tốt người xấu, đã uống nước đều có thể hết khát. Phật Pháp giống như nước vậy, bất kể người nào học rồi đều có thể được cứu. Song phương pháp tông phái của học Phật rất nhiều, chúng ta làm sao chọn đây? Thực ra Thích Ca Mâu Ni Phật trước đây 3.000 năm đã sớm chọn ra pháp môn cho chúng ta thời kỳ mạt pháp. Ở trong Kinh Đại Tạp Phật nói, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Còn nói thời kỳ mạt pháp triệu triệu người tu hành hẳn hữu mới có một người đắc đạo, chỉ dựa vào niệm Phật được thoát sanh tử. Có người sẽ hỏi, Phật nói các pháp đều bình đẳng, không có cao thấp, vậy thì chẳng phải tu pháp môn nào cũng như nhau cả sao? Tại sao chúng ta cứ phải học tịnh độ chứ? Đúng vậy, các pháp đều bình đẳng, cái gọi là đường nào cũng đến La Mã, pháp môn nào cũng đều hướng đến đường Bồ Đề. Pháp là bình đẳng, không có phân cao thấp. Song căn tánh của chúng sanh chúng ta cũng tức là năng lực không bằng nhau. Đặc biệt là chúng sanh thời kỳ mạt pháp chúng ta, nghiệp chướng quá sâu nặng, trí tuệ nông cạn, so với chúng sanh thời kỳ chánh pháp và tượng pháp là không bình đẳng, chứ không phải pháp môn không bình đẳng. Dĩ như chúng ta bị bao dây trên một ốc đảo, thời gian rất dài, trên đảo lại có vàng có bạc, lại có bánh bao, thì chúng ta chọn cái gì đâu? Chúng ta chắc chắn chọn bánh bao mới được cứu, không bị chết đói vì vàng bạc nhiều đi nữa thì hiện tại cũng không thể đổi ăn được. Đây là đại biểu cho thời kỳ mạt pháp. Chúng ta tu học những pháp môn khác, trong một đời này rất khó liệu thoát sanh tử luân hồi. Ăn bánh bao đại biểu cho pháp môn tịnh độ. Chỉ có pháp môn tịnh độ mới khiến cho chúng ta vững chắc được độ trong thời kỳ mạt pháp. Cho nên thời kỳ mạt pháp đòi hỏi tám tông đều trọng, hướng về cực lạc. Do đó Đại sư Ấn Quang nói, thời kỳ mạt pháp tu học những pháp môn khác chỉ có thể làm nhân xa cho vị lai được độ. Vàng bạc đại biểu cho những pháp môn khác nhau, bánh bao đại biểu cho pháp môn tịnh độ. Gọi là chư pháp bình đẳng là chỉ vàng bạc đều có thể đổi thành bánh bao cứu đói, bánh bao cũng có thể đổi thành vàng bạc. Và chúng ta bị bao dây trên ốc đảo, không phải vàng bạc không tốt, mà là năng lực của chúng ta không đủ, không thể đem nó đổi thành đồ ăn. Vì vậy, để khỏi bị chết đói, đối với chúng ta mà nói, bánh bao là thứ tốt nhất. Cũng chính là đối với căn cơ của chúng sanh thời kỳ mạt pháp chúng ta mà nói, chọn pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc là sự lựa chọn tốt nhất. Từ xưa đến nay, người giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc rất nhiều rồi. Lúc lâm chung biết trước giờ đi, có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi. Trong tịnh độ thánh hiền lục, giảng sanh truyện, hiện đại giảng sanh kiến văn lục đều có ghi chép. Tháng Giêng năm 2003, tại chùa Phật Thành, trấn Thanh Nghĩa, huyện Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, cư sĩ Ngụy Quốc Hưng lâm chung biết trước giờ đi. Biết trước mình vào 12 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch năm 2003 sẽ giảng sanh. Trước khi giảng sanh 7 ngày, mở pháp hội Phật thất giảng sanh với mọi người. Trước khi giảng sanh một ngày, cùng phóng sanh với mọi người. Buổi tối cùng nói chuyện với mọi người. Trước khi giảng sanh một giờ, còn nói lời từ biệt với mọi người. Chào chư vị đại đức cao tăng, cùng chư vị cư sĩ, chư vị thiện tri thức, chư vị sư huynh, cùng quý quan khách. Hôm nay là ngày tôi giảng sanh. Pháp hội Phật thất giảng sanh này thành công viên mãn. Đây là thời khắc từ biệt cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
trước khi giảng sanh 20 phút vẫn còn thắp hương, sau đó ngồi trên ghế niệm A Di Đà Phật chuẩn bị giảng sanh. Đúng 12 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch đã giảng sanh rất đúng giờ. Ngay lúc đó rất nhiều người đã nhìn thấy Tam Thánh Phật, một làn thơm kỳ lạ tràn ngập khắp từ viện. Cư sĩ Ngụy Quốc Hưng ra đi tự tại như vậy. Chỉ có như vậy mới thực sự không uổng phí một lần đến thế gian này. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vọng tây cư sĩ, vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.